Các bạn đang nghe truyện ta tại quỷ dị thế giới cẩn thận tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 993, Manh Nữ Manh Nữ, cô gái mù, Trần Lâm nhìn quan cầu trước mắt, hơi sững sờ. Nhưng hắn lập tức phát hiện, thứ này cũng không phải bản nguyên cầu, mà là một quả cầu khí vận cỡ lớn. Quả nhiên, trương báo khí vận vẫn giống như trước kia, sẽ căn cứ vào những thứ ngươi cần trước mắt mà mở ra bảo vật. Nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai số, không chuẩn xác như vậy. Trần Lâm đưa tay ra, nâng quan cầu lên trên tay, trước kiểm tra một phen, sau đó bắt đầu hấp thu. Khí vận chi lực trong quả cầu khí vận rất dồi dào, có thể so với mười mấy con tôm hùng lớn, sau khi hấp thu xong, đường công vận mệnh lập tức trở nên sáng ngời. Nhưng Trần Lâm cũng không có cao hứng bao nhiêu. Mặc dù đường công sáng lên, nhưng bên trên lại có một lỗ hổng to lớn, gần như hoàn toàn đứt gãy. Lỗ hổng như vậy, muốn sửa chữa vô cùng khó khăn. Hơn nữa thả câu Mỹ nhân hoa không phải vật phẩm chế tác, cho dù sau khi thiên phú mở rộng có năng lực uống nắng, nếu muốn uống nắng, so với chế tác vật phẩm khó khăn hơn mấy lần. Bất đắc dĩ, Trần Lâm chỉ có thể đem bảo rương thứ hai cũng lấy ra. Không chút do dự, trực tiếp mở ra. Hào quang lóe lên, một tờ giấy của kỹ xuất hiện. Trần Lâm sững sờ. Lúc này bảo rương, làm sao lại mở ra một trang giấy, mang theo vẻ nghi hoặc hắn cầm tờ giấy trong tay cẩn thận xem xét lập tức liền lộ ra vẻ nửa vui nửa buồn trên trang giấy dĩ nhiên là một phần đan phương gọi là bạch vụ đan tác dụng là bình cảnh có thể đột phá luyện hư trung kỳ đồ vật là đồ tốt quy tắc bảo trương cũng không thay đổi đan phương này đích thật là hắn cần thậm chí có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhưng lại không giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt không có thời gian nhìn kỹ Trần Lâm chỉ có thể thu hồi đan phương, sau đó tiếp tục ăn tôm hùng. Nhưng ăn hết tất cả tôm hùng, cường độ xúc tu vận mệnh ngưng tụ ra vẫn không đủ để uống công đường công. Hắn không tiếp tục ăn những con cá khí vận khác. Ngay cả tôm hùng cũng không được, những cá cua khác tác dụng cũng không lớn, coi như đều luyện hóa hết, cũng không có khả năng đạt tới trình độ uống nắng. Trần Lâm nhìn đáy cốc tĩnh mịch, Lâm vào tiếng thoái lưỡng nan. Rời đi, không cam lòng trừng phạt một vạn yếm tệ với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng mà mất đi cơ hội lần này, còn muốn thả câu sẽ không quá dễ dàng. Bởi vì trừng phạt lần sau sẽ biến thành 10 vạn. Lần sau nữa, chính là 100 vạn, cho dù yếm tệ của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Hơn nữa lần sau sẽ không có nhiều vật khí vận như vậy để sử dụng, chút khí vận của quả cầu tích lũy kia còn không bằng một con tôm hùng, không có tác dụng gì. Chủ nhân, không thể sử dụng cường vận thuật tiểu thảo có liên hệ đặc thù với trần lâm cảm thấy tâm lý trần lâm biến hóa lập tức lên tiếng nhắc nhở yên tâm đi ta sẽ không xúc động trần lâm an ủi một chút sau đó cắn răng một cái trực tiếp tiêu hao thiên phú bản nguyên tiêu hao thiên phú bản nguyên hậu quả rất nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến năng lực thiên phú tụt lùi thậm chí sụp đổ bất quá hiện tại có tràn cảnh ngón tay đen có thể thu hoạch được bản nguyên cầu ngược lại có thể dùng một lát Thiên phú bản nguyên chính là năng lượng tinh hoa. Một khi sử dụng, xúc tu vận mệnh lập tức lớn mạnh hơn rất nhiều. Trần Lâm không dám tiêu hao quá nhiều, cảm giác không sai biệt lắm lập tức đình chỉ. Tiếp theo lại dùng một ít con cua khí vận, cuối cùng đạt đến mục tiêu mong muốn. Tiếp theo tâm niệm hắn vừa động, đặt xúc tu vận mệnh lên lỗ hổng đường cong, dùng sức kéo một cái, hai đầu lỗ hổng liền hợp lại cùng một chỗ. Ông vượt quá dự kiến của Trần Lâm, đường cong dung hợp bắt đầu rung động kịch liệt, hơn nữa nước ra thật chặt vì thời đều có nguy hiểm đứt gãy lần nữa đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy không thể xác định được sau khi đường cong một lần nữa đứt gãy sẽ có hậu quả gì cho nên không dám phân tâm liều mạng khống chế xúc tu vận mệnh để nó quấn quanh ở trên đường cong phòng ngừa đứt gãy lần nữa nhưng nếu làm như vậy năng lượng tiêu hao quá lớn trong nháy mắt xúc tu đã không kiên trì nổi hiện ra dấu hiệu tán loạn rơi vào đường cùng trần lâm chỉ có thể tiếp tục tiêu hao bản nguyên duy trì cường độ xuất tu nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là cách bản nguyên tiêu hao đã đến điểm giới hạn không kiên trì được bao lâu trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách bỗng nhiên tâm thần trần lâm khẽ động bước lên đài câu cá không chút trì hoãn kéo cần câu ra liền quăng ra ngoài hắn cho rằng đường công vận mệnh sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì đối tượng nhằm vào lần này là người khác với chế tác vật phẩm vật phẩm là vật chết người là vật sống vật phẩm không có năng lực phản kháng người lại có hắn dùng năng lực thiên phú sửa chữa đường công vận mệnh chẳng khác nào thay đổi vận mệnh của người khác gặp phản kháng cũng hợp tình hợp lý về phần lần trước thả câu câu hoa như ngọc có thể nhẹ nhõm sửa lại lỗ hổng đó là bởi vì hoa như ngọc cùng tiểu thảo có cảm ứng cho nên không có ý tứ phản kháng ngoài ra còn có nguyên nhân khiến vận mệnh của con người thay đổi quá nhiều nhưng muốn uống nắng lại bản thân sẽ rất khó khăn. Trần Lâm vừa nghĩ, vừa chú ý cần câu. Đồng thời tiếp tục tăng cường năng lượng cung cấp cho xúc tu vận mệnh, phòng ngừa đường công xúc tu tán loạn đứt gãy. Chỉ cần đường nét không đứt, cho dù rung động kịch liệt hơn nữa, hiệu quả của năng lực thiên phú đều đã hình thành, hẳn là có thể thả câu thành công. Trần Lâm cũng không biết đoán có đúng hay không, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần nhưng làm như vậy tiêu hao bản nguyên quá lớn, trong mấy hơi thở đã khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Dưới tình thế cấp bách, Trần Lâm chỉ có thể đem từng con cua hoàng kim lấy ra, bóp nát sau đó nuốt xuống. Tiếp theo lại lấy ra một quả bản nguyên cầu lớn bằng hạt đậu phộng, chính là quả cuối cùng viên chấn hải mang ra kia, trước đó vô dụng, hiện tại không thể lại lư. Cho dù là hạt cát trong sa mạc, cũng có chút tác dụng. Một phen thao tác, lại ảnh hưởng không lớn, theo đường công rung động cường độ càng lúc càng lớn, xúc tu rốt cục duy trì không được bắt đầu xuất hiện từng vết nứt trần lâm thấy thế cũng chỉ có thể thầm than một tiếng từ bỏ rót bản nguyên năng lượng vào hắn không thể bởi vì câu được một mỹ nhân hoa mà khiến năng lực thiên phú của mình bị hạ cấp một khi năng lực thiên phú bị hạ xuống không chỉ ảnh hưởng đến chế tác vật phẩm còn có đạo thuật vận mệnh chi nhận và dòng sông chính của vận mệnh những năng lực này đều dựa vào thiên phú bản nguyên chống đỡ tiêu hao một bộ phận có thể nhưng giáng cấp tuyệt đối không được. Bỏ ra nhiều như vậy, lại cái gì cũng không đạt được, Trần Lâm hết sức phiền muộn, thở dài thật sâu. Khi cạn kiệt thiên phú bản nguyên, vết trách trên xúc tu vận mệnh càng lúc càng lớn, sau đó bịch một tiếng hóa thành hư vô, không có xúc tu gia trì, đường công vận mệnh chấn động càng thêm kịch liệt, tại lỗ hổng nguyên bản xuất hiện một vết ngấn nhỏ, càng lúc càng lớn, sau một khắc liền muốn đứt đoạn. Nhưng vào lúc này, Trần Lâm bỗng nhiên cảm thấy cần câu trong tay trầm xuống. Tinh thần quệ oải của hắn lập tức phấn chấn, không chút do dự dùng sức nhất lên, một đóa hoa tuyết trắng to như chậu rửa mặt từ trong sương mù dày đặc trong sơn cốc bay vụt ra, rơi chuẩn xác vào trên tay hắn, thành công rồi, Trần Lâm vui mừng quá đổi, không nghĩ tới tại thời khắc sống còn, vậy mà câu được đóa hoa này, hơn nữa đóa hoa này thoạt nhìn có chút bất phàm. Dưới ánh mắt mong đợi của hắn, đóa hoa tuyết trắng bột phát ra một đoàn ánh sáng, sau khi tản ra, một thân thể nữ tử đẹp đến mức tận cùng xuất hiện ở trong mắt hắn. Tuy rằng không có một vật, nhưng lại có ý thuần khiết mãnh liệt, khiến người ta không sinh ra được một chút ý nghĩ kinh nhờn nào. Bái kiến chủ nhân, nữ tử cúi đầu với Trần Lâm doanh doanh, thanh âm như châu ngọc rơi xuống, thanh thúy dễ nghe. Trần Lâm lấy quần áo đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng không có giao cho đối phương, mà là nhìn ánh mắt của đối phương nói, Mắt của ngươi làm sao vậy? Sau khi đối phương hóa hình, ánh mắt vẫn luôn nhắm lại, cái này rất dị thường. Nữ tử mặt không biểu tình, nói, ta là mù nữ, không nhìn thấy. Mê nữ, Trần Lâm ngạc nhiên. Đối phương vốn là đóa hoa biến thành, làm sao có thể mù được? Là hóa hình không đủ hoàn mỹ, hay là kiếp trước chính là như vậy, còn không đợi hắn hỏi, nữ tử liền tự giải thích, mặc dù ta không có trí nhớ kiếp trước, nhưng biết mình vẫn luôn không nhìn thấy chẳng qua chủ nhân yên tâm mặc dù ta không nhìn thấy nhưng lại có phương pháp cảm ứng đặc thù không ảnh hưởng sinh hoạt trần lâm nhẹ gật đầu không có vấn đề gì nữa giao quần áo cho đối phương hỏi tự ngươi có thể mặc vào sao mặc không được thì có thể để tiểu thảo hỗ trợ nàng cũng giống như ngươi xuất thân từ sơn cốc này nữ mù đưa mặt về phía tiểu thảo lại quay lại không nói gì nhận quần áo vào trong tay mặc vào từng cái một Toàn bộ quá trình đều không có mở mắt. Ánh mắt Trần Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra mù thật đúng là không ảnh hưởng tới đối phương, cũng không biết trong mắt đối phương có mắt không, có hy vọng phục minh hay không. Nhưng mà những thứ này không vội hỏi thăm, chờ mặc quần áo xong, hắn liền dẫn đối phương xuống núi, đi tới lối vào sơn cốc. Trần Lâm không có trực tiếp rời đi, mà hơi do dự, cất bước đi vào trong sơn cốc. Hắn muốn tìm phụ nhân mặc hoa phục kia hỏi một chút về chuyện của Hoa Như Ngọc. Thả câu đến mỹ nhân hoa có thể đột phá quy tắc, khôi phục trí nhớ kiếp trước, đây chính là một tai họa ngầm không nhỏ. Nếu không phải hắn luôn đối xử không tệ với Hoa Như Ngọc, cũng không làm chuyện gì quá tư cách, nếu không đối phương đều có khả năng giết chủ. Quả nhiên, thân hình Trần Lâm vừa mới bước vào sơn cốc, Hoa Phục phu nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào, mang đi tuyệt thế mỹ nhân như thế còn chưa thỏa mãn? muốn xông vào sơn cốc hay sao, hoa phục phụ nhân nhìn thoáng qua Trần Lâm, sắc mặt bất thiện mở miệng. Trần Lâm lập tức khoát tay. Phu nhân hiểu lầm, ta làm sao có lá gan dám xông vào, chỉ là trước đó có chuyện chưa kịp hỏi thăm, bây giờ muốn hướng phu nhân tìm hiểu một chút. Ô, phu nhân hoa phục nhíu mày, nói, nếu liên quan tới chuyện vạn hoa cốc này thì ngươi có thể hỏi, nếu không phải thì miễn mở miệng đi, Trần Lâm chấp tay, nói, đương nhiên là liên quan tới vạn hoa cốc, hơn nữa còn là đóa hoa ba màu mà ta câu lúc trước. Làm sao vậy, hoa phục phụ nhân kinh ngạc mở miệng. Trần Lâm không có che che lấp lấp, thành thật mở miệng hỏi, nàng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng thoát khỏi khế ước giữa ta và nàng, đã một mình rời đi, ta muốn hỏi một câu, nữ tử thả câu ra từ trong vạn hoa cốc này, tỷ lệ thoát khỏi quy tắc lớn bao nhiêu, sau khi thoát khỏi quy tắc có thể cắn trả chủ nhân ta hay không, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không hắn không những không dám tuyệt đối tin tưởng manh nữ này còn phải luôn luôn lo lắng hoa như ngọc trở về gây bất lợi cho. Hắn, dù sao lúc trước khi hoa như ngọc rời đi, là có ý muốn ra tay với hắn. Khôi phục ký ức kiếp trước, thoát khỏi quy tắc chế ước, hoa phục phụ nhân cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn Trần Lâm một cái, nói, loại tình huống mà ngươi nói là không thể nào, quy tắc nơi này ngay cả thủ hộ giả cũng không thể thay đổi, nếu như đối phương thật sự có năng lực đó, cũng sẽ không bị quy tắc biến thành hoa cỏ. Suy nghĩ một chút, nàng lại giải thích loại tình huống mà ngươi nói hẳn là đối phương dung hợp phân thân nguyên bản nhưng vô dụng quy tắc của vạn hoa cốc này cường đại hơn ngươi tưởng tượng nhiều cuối cùng phân thân của đối phương vẫn sẽ bị quy tắc đồng hóa trần lâm rùng mình lời nói của đối phương khiến hắn nhớ tới thu mộ phàm trong năng lượng dị chủng của tam mộc tiên quốc có khí tức kiểm giới thu mộ phàm sở dĩ không thể hoàn toàn khôi phục rất có thể cũng là bởi vì bị quy tắc kiểm giới ăn mòn mà thành như thế lạc thanh lang cùng một tinh thần cũng giống vậy đều chưa chắc có thể thanh trừ tai họa ngầm, ngay cả bạch ngân tiên tử chỉ sợ đều không thể khôi phục. Suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói, phu nhân nói có phải là hiện tượng tuyệt đối không? Chỉ cần bị quy tắc kiểm giới ăn mòn, bất kể như thế nào cũng không thể khôi phục sao, đương nhiên không phải. Phu nhân hoa phục nhìn về nơi xa, nói, kiểm giới tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không phải vô địch, bằng không cũng sẽ không phát sinh rung chuyển, chỉ bất quá có thể có được năng lượng cao đẳng như vậy, cũng không có khả năng bị quy tắc trói buộc, cho nên ngươi cứ việc yên tâm ở chỗ này thả câu, sẽ không có vấn đề. Trần Lâm muốn hỏi cũng không phải cái này, thấy đối phương không trả lời đến chỗ chính, liền trực tiếp mở miệng nói, nếu như một người không bị quy tắc kiểm giới hoàn toàn đồng hóa, có khả năng thanh trừ năng lượng ăn mòn, hoa phục phụ nhân nhìn Trần Lâm một chút, đạ mạc nói, ta vừa nói, ta có thể nói cho ngươi biết tin tức liên quan tới vạn hoa cốc, những chuyện không liên quan tới vạn hoa cốc không nằm trong phạm vi giải đáp của ta, ngươi có thể rời khỏi đây. Nói xong, thân hình biến nhạt. Biến mất. Trần Lâm nhíu nhíu mày, không dám tiến vào trong sơn cốc, mà thu liễm thần hồn, bài xích ra ngoài. Kỳ thật không cần đối phương trả lời chính diện, từ đôi câu vài lời hắn cũng có thể hiểu rõ được một ít, hẳn là muốn phá giải quy tắc kiểm giới, cần phải có năng lượng cao cấp hơn mới được. Hắn hiện tại không cách nào xác định, chính là lực miết bàn của Lạc Thanh Lan, còn có năng lượng tịnh hóa của Dương Tử Thi, có thể đạt tới cấp bậc này hay không cái này có thể từ từ thăm dò tạm thời không vội như ý đảo trần lâm mở to mắt trước tiên nhìn sang bên cạnh manh nữ và tiểu thảo đều có mặt hắn nhìn về phía manh nữ nói ngươi có tính danh của mình không nữ tử mù quay mặt về phía trần lâm bẩm chủ nhân ta không có tên cũng không cần tên chủ nhân gọi ta manh nữ là được ánh mắt trần lâm lóe lên chỉ từ câu trả lời này đã có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa đối phương và tiểu thảo. Nếu như là tiểu thảo, tuyệt đối sẽ không nói câu không cần tên này, mà sẽ nói mặt cho hắn làm chủ. Xem ra tôi tớ mới này cũng có chủ ý nhất định giống như hoa như ngọc trước đó. Được, vậy gọi là manh nữ đi, tên chỉ là một xưng hô, gọi là gì cũng giống nhau. Trần Lâm không có xoắn xuýt ở trên này. Hắn thả câu đối phương lên, chủ yếu là giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ tước vị, chỉ cần trong lúc này nghe lời là được chờ hoàn thành nhiệm vụ tước vị đi hay ở tùy ý tiếp theo hắn nói với tiểu thảo tiểu thảo ngươi dẫn theo manh nữ đi dạo trên đảo giảng giải một chút tình huống bên này hai người đều là người của vạn hoa cốc hẳn là có thể có tiếng nói chung trao đổi trước một chút đặt nền móng vâng tiểu thảo đáp ứng một tiếng mang theo manh nữ đi ra ngoài chờ một chút trần lâm gọi hai người lại lấy ra một cái mặt nạ đặc thù giao cho manh nữ nói mang cái này theo đi dung nhang của đối phương quá mức kinh diễm hơn nữa một mực nhắm hai mắt quá mức khiến người chú ý vẫn nên che lấp một chút cho thỏa đáng manh nữ không nói gì thuận theo đeo mặt nạ lên mặt sau đó cùng tiểu thảo đi ra khỏi động phủ nhỏ bé manh nữ cũng không phải tu tiên giả trải qua hai ngày tìm hiểu trần lâm đối với tu vi thủ đoạn của manh nữ cơ bản nắm giữ phương thức tu luyện của đối phương rất đặc thù tu luyện chính là một loại lực lượng vô hình đối phương gọi là tâm chi lực loại lực lượng này vô hình vô ảnh không cần hấp thu bất kỳ năng lượng nào ngoại giới mà là từ tâm mà phát ngoại trừ chính đối phương người khác không cách nào cảm ứng được phân chia cấp bậc loại lực lượng này cũng không rõ ràng đối phương mất đi trí nhớ kiếp trước đối với năng lực chỉ là bản năng vận dụng biết nó nhưng lại không biết nguyên cớ nhưng trần lâm so sánh một phen lại phát hiện thủ đoạn của manh nữ cực kỳ cường đại dưới hợp đạo khẳng định không phải đối thủ của nàng còn cảnh giới hợp đạo trở lên thì hắn không biết không dễ phán đoán mặt khác đối phương tuy tu luyện tâm lực lại chỉ biết một loại thần thông gọi là tâm hỏa bất quá chỉ là một chiêu này liền cho thấy chỗ kinh khủng thần thông này có thể trực tiếp tác dụng ở trong cơ thể mục tiêu tránh cũng không thể tránh vô luận cảm giác nhạy cảm cỡ nào đều không thể phát hiện mà sau khi trúng chiêu, trong nội tâm sẽ phóng xuất ra vô hình chi hỏa, vừa mới bắt đầu không có cảm giác, chờ phát hiện dị thường lúc, thân thể đã triệt để bốc cháy lên, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đốt cháy thành tro. Có thể nói là ẩn nấp tới cực điểm. Mặt khác tâm hỏa vừa thành, chẳng những không nhìn thấy sờ không được, càng không cách nào dập tắt, vô luận là thân thể hay linh hồn, thậm chí pháp lực nguyên anh cùng loại năng lượng thể nguyên thần này, cũng sẽ cùng một chỗ thiêu đốt, thập phần biến thái. Đến, thi triển một chút thử xem đối với ta, không lĩnh hội một chút, Thủy Chung không cách nào hoàn toàn hiểu rõ, vì lợi dụng năng lực của đối phương tốt hơn, Trần Lâm để manh nữ đem uy năng thần thông ép đến thấp nhất, tự mình làm thí nghiệm. Chủ nhân cẩn thận. Manh nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhắc nhở một tiếng. Lập tức không còn động tĩnh. Trần Lâm thì phóng cảm giác tới mạnh nhất, nháy mắt cũng không nháy nhìn chầm chầm đối phương, muốn xem xem lúc nào đối phương xuất thủ. Thời gian từng chút trôi qua. Bỗng nhiên, hình ảnh vận mệnh đột nhiên tự động hiện lên, dòng sông chính khoái động không thôi, một loại cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt phát ra, trong lòng Trần Lâm hơi buông lỏng. Năng lực thiên phú cuối cùng vẫn là báo động trước, mặc dù không có sớm bao nhiêu, nhưng vẫn có chút dùng, nói rõ thần thông của manh nữ không có hoàn toàn hình thành áp chế đối với năng lực thiên phú của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kích phát thanh đằng thuẫn, đồng thời phóng xuất ra hồn giáp thuật, thử xem có thể chống đỡ được công kích của đối phương hay không. Cuối cùng, đem năng lượng của lôi thần kiếm che kín toàn thân, giám sát có năng lượng dị thường tiến vào trong cơ thể hay không. Vừa mới hoàn thành thao tác này, Trần Lâm liền cảm thấy tiên thiên chi lực trong cơ thể xuất hiện ba động, kiểm tra đo lường được trong đan điền có một đoàn năng lượng dị thường xuất hiện, cũng nhanh chóng khuếch tán, mà những thủ đoạn khác, bao gồm nội thị, đều không có một chút phát hiện. Tuy gọi là hỏa, nhưng không hề có nhiệt độ trần lâm thầm giật mình công kích này thật đúng là lợi hại thanh đằng thuẫn và hồn giáp thuật một chút tác dụng cũng không có thần niệm cùng linh hồn hắn cường đại cũng không có phản ứng nguyên anh càng là còn đang ngu ngốc khống chế pháp lực nếu không phải có lôi thần kiếm coi như năng lực thiên phú sớm một bước báo động trước cũng chỉ có thể trơ mắt chờ cái gì cũng làm không được sau đó tâm niệm trần lâm vừa động thu nạp năng lượng lôi thần kiếm xoắn vắt tới năng lượng vô hình trong đan điền, tiên thiên chi lực vẫn không khiến hắn thất vọng, tuy rằng chậm chạp, năng lượng vô hình khuếch tán vẫn bị từng chút một ép về trong đan điền, cuối cùng bị thức ăn không còn một mảnh. Trần Lâm phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó ánh mắt rơi vào trên mặt nạ của manh nữ, lộ ra thần sắc nhặt được bảo. Lực lượng tâm hỏa này rất cao cấp, cho dù là lôi thần kiếm, áp chế cũng tương đối khó khăn, nếu không phải trước đó hấp thu lôi điện hạt quả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể áp chế được hơn nữa đây chính là tình huống đối phương ép uy lực thần thông đến thấp nhất nếu như toàn lực ra tay có thể chống lại hay không còn khó mà nói trần lâm cũng không có ý định thí nghiệm nữa vạn nhất uy năng quá mạnh manh nữ khống chế không nổi hắn rất dễ dàng bị thiêu chết nhưng từ lần thí nghiệm này lại lần nữa ấn chứng lực lượng tiên thiên cường đại từ khi tu luyện tới bây giờ trần lâm chưa bao giờ gặp năng lượng có thể khắc chế tiên thiên chi lực ngay cả lực lượng của la cũng kém hơn một chút so sánh ra ngược lại là lực lượng tâm của manh nữ cùng lực lượng của la trên đẳng cấp không sàn sàn nhau chỉ bất quá manh nữ trước mắt quá yếu cho nên sức chiến đấu cùng la hoàn toàn không thể so sánh hắn cũng vậy tiên thiên chi lực dù cao cấp thế nào năng lượng mình nắm giữ có hạn cũng không phát huy ra uy lực cũng tỉ như tu luyện pháp lực luyện khí kỳ cùng đại thừa kỳ căn bản không thể so sánh năng lượng của la là đại dương mênh mông mà hắn và manh nữ ngay cả dòng suối nhỏ cũng không tính chỉ có thể coi là cái bình nước nhỏ mặc dù như thế trần lâm cũng rất cao hứng thực lực của manh nữ càng mạnh khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ tước vị lại càng cao vì vậy để tiểu thảo tiếp tục câu thông cảm tình với đối phương hắn thì bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến vào không gian nhiệm vụ thật ra thì bây giờ cơ bản đã chuẩn bị xong cá khí vận và cua kim bàn còn có một ít cộng thêm quả cầu tích vận phương diện khí vận có thể chống đỡ mấy lần bổ sung khí vận năng lực thiên phú trợ thủ có tiểu thảo và manh nữ nếu cần còn có thể gọi bàn hổ bàn hổ hơi yếu nhưng thực lực của hai nàng đều không kém hắn hơn nữa còn có cảm ứng đặc thù với hắn không cần lo lắng vấn đề phối hợp ăn ý mấu chốt nhất là hai nàng đều là sinh vật yểm giới ở trong yểm giới sẽ không bị áp chế trừ cái đó ra quy năng của lôi thần kiếm tăng lên rất nhiều Diệt hồn chỉ cũng lĩnh ngộ được chỉ ý, còn nhận được một cái lộ dẫn cấp 4 tạm thời, một tấm quyển trục cường độ, khi cần thiết có thể từ bỏ nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng thoát thân. Hơn nữa người bảo vệ Mỹ thực cho tính vật triệu hồi, có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị. Nhưng trong lòng Trần Lâm vẫn không chắc. Nhiệm vụ có thể khiến người bảo vệ Mỹ thực coi trọng, độ khó tuyệt đối sẽ không thấp, hắn không nói muốn đạt tới không chút sơ hở, nhưng cũng phải giảm nguy hiểm xuống thấp nhất mới được nếu không phải người bảo vệ ẩm thực và thương nhân vân du bốn phương đều nói tước vị rất quan trọng ngàn năm sau còn có thể có đại kiếp nạn xuất hiện hắn cũng chưa chắc sẽ đi làm nhiệm vụ này sau khi cân nhắc trần lâm quyết định luyện chế bạch vụ đang trước tăng tu vi lên luyện hư trung kỳ tu vi đột phá một cảnh giới nhỏ cường độ linh hồn cũng sẽ theo đó tăng lên cho dù nhiệm vụ là hình chiếu tiến vào cũng có thể có chỗ trợ giúp nếu là chân thân tiến vào, vậy trợ giúp càng lớn, thi triển uy năng thanh đằng thuẫn có thể tăng lên rất nhiều. Mặt khác là đi gặp tề mộng lan. Nếu có thể cầm bát tí nhiễu hành, luyện chế ra luyện hồn đan chính bản, còn có thể rèn luyện linh hồn một phen. Thời gian ước định với tề mộng lan còn một ngày, Trần Lâm dặn dò một phen, liền tiến vào cảnh tượng trên Mỹ thực đảo. Trước tiên đi đến chỗ quản lý một chuyến, mua được một tấm thư mời Mỹ thực như ý nguyện, tiếp theo lại đi tới nơi hối đoái bảo khố, biết được trong bảo khố cũng không có nước vô tận, liền đi thẳng đến tử quán thời quan. Vô tận thủy Ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên này, trong quán rượu không có một khách hàng, trưởng quỷ lão giả lộ ra vẻ rất không có tinh thần, nhưng sau khi nghe Trần Lâm nói ba chữ vô tận thủy, lập tức kinh nghi lên tiếng. Là ở chỗ thương nhân vân du bốn phương nghe được. Trần Lâm thuận miệng trả lời một câu. Sau đó lại giải thích, đối phương nói vô tận thủy chính là nước của dòng sông thời gian, hiện tại ta cần vật này, không biết trưởng quỷ có biết vật này làm sao có thể đạt được, hắn không nói đến chuyện nguyện vọng mì sợi, mỹ thực ngũ tinh quá mức trân quý, không thể lấy ra khảo nghiệm lòng người. Hóa ra là thương nhân vân du bốn phương. Lão giả trưởng quỷ hiện ra vẻ chợt hiểu. Sau đó lại nói, ngươi hẳn không phải là người có năng lực thời gian, muốn vô tận thủy làm cái gì, ha ha, trưởng quầy này không cần hỏi, tóm lại nếu ngươi có thể cung cấp vật ấy ta nhất định có thể lấy ra một cái giá để ngươi hài lòng giá vừa lòng trong giọng nói của trưởng quỷ mang theo chế nhạo lập tức nói ngươi chỉ sợ còn không biết giá cả của vật này nếu biết ta không tin ngươi còn có thể có lực lượng như vậy ánh mắt trần lâm lại sáng ngời đối phương nói như vậy chính là thật sự có con đường đạt được vật ấy ngay cả kho báu của mỹ thực đảo cũng không có nếu có thể lấy được từ trong tay đối phương vậy thật đúng là ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn còn xin trưởng quỹ nói một chút phải trả giá như thế nào mới có thể thu được vật ấy trần lâm trực tiếp mở miệng hỏi lão giả trưởng quỹ thu lại nụ cười nói trước kia ta thật đúng là đã từng nhìn thấy thứ này một lần chỉ có một bình nho nhỏ lúc đó giá cả giao dịch là một kiện bản nguyên chi bảo bảo vật bản nguyên trần lâm nghe được một cái danh hiệu mới lập tức dùng ngữ khí nghi hoặc hỏi trưởng quỹ lão giả cũng không giấu giếm hồi đáp chính là một loại bảo vật quy tắc thuần túy, có thể phóng đại hiệu quả của lực lượng quy tắc, cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng cho dù là đẳng cấp thấp nhất, cũng giá trị cao, dựa theo bảo vật phân chia của tu tiên giả các ngươi, đủ để so sánh với một kiện linh bảo chân linh cấp bình thường, đáp án này khiến sắc mặt Trần Lâm biến hóa không ngừng. Linh bảo cấp chân linh, hắn thật sự không có, lôi thần kiếm ngược lại đủ cấp bậc, nhưng hắn không có khả năng bởi vì luyện chế một phần mỹ thực ngũ tinh, liền lấy lôi thần kiếm ra. Nếu có thể dùng miễm tệ giao dịch, vậy thì có thể thử một chút, hắn bây giờ chính là yểm tệ nhiều. Bỗng nhiên, trong lòng Trần Lâm hơi động. Trong những trữ vật của hắn, còn có mấy món tiên khí, theo đẳng cấp mà nói, tiên khí không thể kém hơn linh bảo chân linh cấp bình thường, nếu như người nắm giữ vô tận thủy là tu tiên giả cao dai, cũng không phải là không có hy vọng giao dịch được. Vì vậy hắn nhìn về phía đối phương nói, không biết trưởng quầy có con đường giao dịch nào không? Nếu có phiền phức thì giúp tại hạ liên lạc một chút, luận có thể giao dịch thành công hay không, chắc chắn sẽ không để trưởng quỹ giúp không công. Trần Lâm giọng điệu thành khẩn. Mỹ thực ngũ tinh vẫn đáng giá liều một phen, hơn nữa công hiệu của mì nguyện vọng, cho dù không cần đến hiến, tự mình dùng cũng được. Nhưng trưởng quỹ lão giả lại lắc đầu, nói, ta đã nói rồi, chỉ là thấy qua người khác giao dịch, ta là không có con đường như vậy, phàm là người có thể từ trong dòng sông thời gian hóa hư thành thực, lấy ra vô tận thủy, đó đều là tuyệt thế cường giả, Ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể tiếp xúc không tới. Trần Lâm lập tức nịnh nọc nói, trưởng quầy đường đường là một nhà ẩm thực tứ tinh, còn có thể chế tác nhiều loại mỹ thực kéo dài tuổi thọ, còn có thể có loại ngươi tiếp xúc không được sao, chỉ sợ những cường giả kia đều muốn cướp liên lạc với ngươi A, trưởng quỷ lão giả ung dung cười một tiếng, nói, nghĩ nhiều rồi, so sánh với những cường giả kia, chúng ta chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, món ngon tứ tinh bọn họ căn bản sẽ không để vào mắt, cũng chỉ có mỹ thực ngũ tinh có thể làm cho bọn họ ghé mắt. Không đợi Trần Lâm nói chuyện, hắn lại mở miệng nói, hơn nữa ta thật sự không có con đường nào, lần trước nhìn thấy, là vì tham gia tiêu giao đại hội, mới may mắn thấy. Tiêu giao đại hội là gì, là hội giao dịch sao, làm sao mới có thể tham gia, Trần Lâm lại nghe được một danh từ mới. Từ khi tiến vào Mỹ thực đảo, hắn cảm giác kiến thức của mình rất ít, thật giống như một con ếch ngồi đáy giếng. Lão giả trưởng quỷ gật đầu nói, đúng vậy, chính là một hội giao dịch nhưng rất cao cấp muốn tham gia cần phải có người dẫn dắt hoặc có được thư mời trước kia ta có thể tham gia chính là được một vị tiền bối mang theo hiện tại vị tiền bối kia đã vẫn lạc nhưng lại không có tư cách lại đi trần lâm nghe vậy nhíu nhíu mày loại giao dịch hội được mời này khiến người ta phiền chán nhất có tiền cũng không tiêu được nhưng thường thường một ít thứ tốt đều sẽ xuất hiện ở trên giao dịch hội này nghe ý tứ trưởng quỹ địa điểm đại hội tiêu giao này cũng không phải cố định Lão giả trưởng quỷ lần nữa gật đầu nói, không sai, không những không có địa điểm cố định, thời gian cũng không nhất định, tiểu nhân vật giống như chúng ta, muốn tham gia khó như lên trời, lão bản Trần cũng đừng mơ tưởng. Nói xong, hắn nhìn Trần Lâm một chút, nói, nói lâu như vậy, miệng ta đã khô lưỡi khô, quý thần nhưỡng của Trần lão bản còn không, lấy ra một ít nhượng hầu được không, đương nhiên có thể, Trần Lâm sản khoái đáp ứng, lấy ra một bình túy thần nhưỡng, tự mình rót đầy một ly cho đối phương mặc dù ở trên đảo này đưa cho đối phương một bầu rượu, hắn liền phải đáp không ít, nhưng đối phương cung cấp nhiều tin tức như vậy, cũng đáng giá. Hơn nữa hắn cũng muốn đối phương giao hảo, người này rất thần bí, biết cũng nhiều, kết giao một chút đối với hắn có lợi mà vô hại. Rượu ngon, trưởng quỷ lão giả uống cạn một chén, tán thưởng một tiếng. Tiếp theo lại đổ đầy chén rượu, sau đó nhìn về phía Trần Lâm nói, uống rượu của ngươi cũng không uổng phí, nói cho ngươi biết một chuyện, rượu này của ngươi có chút môn đạo, tuyệt không chỉ là cấp bậc tam tinh, chỉ có điều mấy vị phẩm tử sư kia không biết dịu dụng trong đó, lãng phí đồ tốt của ngươi một cách vô ích, nói xong, trưởng quỷ lão giả liên tiếp uống ba chén, bầu rượu đã thấy đấy. Trần Lâm thì hồ nghi nhìn đối phương. Đánh giá sư trên Mỹ thực đảo đều là chuyên dùng, nhất là ba người giám định rượu kia, tất cả đều là tử hồ chi linh, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm như thế mới đúng. Chuyện liên quan tới chỗ tốt, hắn lập tức mở miệng hỏi, ý trưởng quỷ là, giám định rượu này có sai lầm, phù phù, trả lời hắn, là một tiếng trầm đục. Quý thần ủ rượu lực phi phàm, nếu không dùng pháp lực tiến hành dẫn đạo, không cần một bình, một ly cũng có thể khiến tu sĩ cấp cao say ngã, cho nên lão giả trưởng quầy uống một bầu rượu, đã nằm úp sấp ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trần Lâm thử kêu lên, không thể đánh thức, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi, chờ sau khi tỉnh rượu lại hỏi thăm. Thật ra hỏi hay không hỏi cũng không thể thay đổi kết quả giám định của Mỹ thực đảo. Hắn chỉ muốn biết rượu này còn có tác dụng gì khác. Tiếp theo, Trần Lâm lại đi đến phòng nhỏ của Tuyết Hoa, sau khi biết được Hắc Hoa còn chưa có trở về, mới trở lại cửa hàng nhà mình. Linh dược luyện chế Bạch Vũ đang đã gom góp đủ, nhưng có một vị là từ Bạch Vân một trường tiểu linh cảnh đạt được, cần ở trên Mỹ thực đảo luyện chế mới được, nếu không ở bên ngoài coi như luyện chế ra, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mỹ thực đảo có rất nhiều chỗ bẫy người, nhưng chỗ tốt cũng thật sự không ít. Nói thí dụ như luyện chế đồ ăn ở chỗ này, có thể thông dụng ở yểm giới cùng thế giới hiện thực, lỗ thủng quy tắc này có tác dụng cực lớn, không nói những cái khác, linh dược trong tiểu linh cảnh đều bởi vậy biến phế thành bảo, chẳng khác gì là cung cấp cho hắn một cái kho linh dược. Bạch vụ đan cũng không khó luyện chế, lấy trình độ luyện đan của Trần Lâm, cho dù không mượn năng lực thiên phú cũng có thể luyện chế ra, dưới năng lực thiên phú gia trì, vậy mà thành hai viên hoàng mỹ, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi trở lại như ý đảo, hắn triệu tập đám người chu thế ngô lại, giới thiệu manh nữ trước, sau đó nghe mọi người báo cáo một chút. Sau khi nghe xong, đuổi những người còn lại, giữ trịnh huyền thanh và viên chấn hải lại. Hai người các ngươi bỏ qua những chuyện còn lại đi. Trịnh huyền thanh, ngươi đi đảo phù không khác tìm kiếm người có thiên phú năng lực khuyết mạch tu sĩ cũng được tu vi không cần quá cao mang về tiếp tục thăm dò cảnh tượng của hắc thủ trần lâm trầm giọng phân phó nữ tử câu cá mù tiêu hao quá nhiều căn nguyên nhu cầu cấp bách bổ sung quả cầu căn nguyên vâng trịnh huyền thanh trầm giọng đồng ý trần lâm lập tức lại nói không nên cưỡng cầu nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện mới được hứa dùng lợi lớn khẳng định sẽ có người nguyện ý mạo hiểm dưa hái xanh không ngọt còn dễ dàng gặp cắn trả, cần tài nguyên gì, nói với xảo nương là được. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Trịnh Huyền Thanh tỏ vẻ hiểu rõ. Trần Lâm lại nhìn về phía viên chấn hải, nói, đợi người mang về, vẫn là do ngươi phụ trách mang vào, ngươi không cần tiếp tục nhận nhiệm vụ, ngay tại không gian bia đá quan sát tình huống mỗi người, còn có người thủ bi kia, tiếp tục thử câu thông. Vâng, viên chấn hải cũng cung kính trả lời khoát tay để cho hai người rời đi, Trần Lâm lại gọi Dương Tử Thi tới. Thế nào, nghĩ kỹ muốn đi nơi nào du lịch sao, ta đề nghị ngươi đi lương thiên đại lục, nơi đó tương đối an toàn một chút, ta cũng có thể để người chiếu cố ngươi một chút. Đối phương muốn ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị cho tấn thăng, loại chuyện này hắn tự nhiên phải ủng hộ. Mấy cường giả luyện hư trên lương thiên đại lục hắn đều đã từng quen biết, chỉ cần hắn chào hỏi, an toàn của đối phương khẳng định có bảo đảm nhưng mà dương tử thi lại lắc đầu nói không ta vẫn nên đi hoàng thiên đại lục đi tầng này quy tắc thiên địa càng hoàn thiện hơn đối với lĩnh ngộ lực lượng quy tắc có chỗ tốt trần lâm nghe vậy nhíu nhíu mày hoàng thiên đại lục là một đại lục mà chu thế ngô phát hiện được trong đoạn thời gian trước cũng không phải là xuất hiện cùng như ý đảo bọn họ mà là mua sắm phù lục truyền tống ở một giao dịch hội khác sau đó chu thế ngô thông qua phù lục truyền tống đi tới đại lục này cũng để lại uyên ương thạch định vị Dựa theo lời Chu Thế Ngô nói, Hoàng Thiên Đại Lục này là mấy đảo phù không sát nhập cùng một chỗ, so với Lương Thiên Đại Lục còn lớn hơn mấy lần, tài nguyên phía trên rất phong phú, nhưng tu sĩ cấp cao cũng nhiều, cường giả hợp đạo cảnh đều có số lượng song trưởng. Mặt khác bởi vì là nhiều phù không đảo sát nhập, thế lực rắc rối phức tạp, chẳng những có tu tiên giả, còn có yêu tu ma tu, cùng với các loại tu sĩ tà đạo, tương đối hỗn loạn. Dương Tử Thi trông thấy biểu lộ của Trần Lâm, lập tức mở miệng nói: "Đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận gấp bội, hơn nữa nếu là lịch luyện, cũng không thể quá an nhàn, như vậy không cách nào tìm được cơ duyên tấn thăng, tuổi thọ của ta cũng qua nữa, trạng thái đã bắt đầu trượt dốc, không thể kéo dài nữa, nếu không lấy tư chất của ta, chỉ sợ khó có thể tấn thăng hóa thần thành công. Trần Lâm nghe vậy lộ vẻ ấy nấy. Đối phương ở yểm giới trì hoãn thời gian quá dài, tu vi chẳng những không tăng lên, ngược lại còn bị khí tức yểm giới ảnh hưởng. Nếu không hiện tại tu vi mặc dù không đến nguyên anh viên mãn cũng không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút nói, vấn đề thọ nguyên ngươi không cần lo lắng, ta đã thu thập đủ tài liệu thiên thọ đang rồi. Nếu thật sự có thời điểm thọ nguyên, ta sẽ cho ngươi luyện chế đan dược này. Tài liệu thiên thọ đang khó tìm, thọ nguyên của đối phương còn thừa rất nhiều, cho nên hắn chỉ hứa hẹn, không có trực tiếp luyện chế cho đối phương. Dương tử thi nhoảng miệng cười, nói, đa tạ đại nhân, nhưng mà muốn đuổi kịp bước chân của đại nhân, một ngàn năm thọ nguyên cũng không đủ dùng, ta vẫn là phải nắm chặt tấn thăng mới được. Trần Lâm bất đắc dĩ gật đầu, nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm gì thì lập tức tiến vào cảnh tượng vạn giới minh để lại tín hiệu cầu cứu, ta sẽ phái người không gián đoạn chú ý bên trong. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một tấm phù lục, đặt vào trên tay đối phương, nói, đây là một tấm kiếm phù, do thành chủ Trung Châu thành ngụy độc hành luyện chế, sau khi kích phát có thể phóng thích một kích của tu sĩ đạo vận tầng chính ngươi cầm lấy phòng thân đi tấm phù lục này là trần lâm cất giữ mấy lần muốn dùng cũng không nở hiện tại vì an toàn của dương tử thi vẫn là đưa ra ngoài trên người hắn kỳ thật có không ít bảo vật nhưng tu vi đối phương không đủ cũng không có cách nào sử dụng chỉ có tấm phù triện này còn có thể miễn cưỡng kích phát ừm dương tử thi ừ nhẹ một cái giọng bỗng nhiên trở nên nhỏ hơn lần này nàng cũng không có nói lời cảm tạ bởi vì nàng biết giá trị của tấm phù triện này trần lâm có thể đưa cho nàng lá bù này để phòng thân đủ để chứng minh sự quan tâm của nàng chỉ là nói lời cảm tạ đã có thể bày tỏ tâm ý của mình nhất định phải dùng hành động thực tế để biểu thị trần lâm còn đang suy nghĩ trên người mình có bảo vật gì đối phương có thể dùng được chỉ thấy một trận gió thơm vào ngực sau đó khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng dần dần phóng đại nghĩ nghĩ hắn không cự tuyệt thân hình lóe lên hai người liền biến mất ở trong phòng nước chảy thành sông ngày hôm sau sau khi trần lâm tiến vào vạn giới minh nhớ lại chuyện tối hôm qua chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ hậu quả của việc không đành lòng cự tuyệt chính là như vậy lại có thêm một phần nợ tình nhưng mà dương tử thi là chuyện sớm muộn đối phương không muốn trở thành đệ tử của hắn bên cạnh đều biết ý nghĩ của đối phương cũng đều coi đối phương là người của hắn, ngay cả Lạc Thanh Lan cũng cực lực thúc đẩy, đối phương cũng không có khả năng lại đi tìm đạo lữ khác. Cho nên một mực kéo dài cũng không được, liền thuận nước đẩy thuyền. Đạo hữu đang suy nghĩ gì vậy, nhìn ngươi sung sắc đầy mặt, chẳng lẽ là đang nhớ nữ nhân hay sao, trong sơn động bóng người lóe lên, tề mộng lan xuất hiện trước mặt Trần Lâm, nhìn lướt qua rồi mở miệng nói. Trần Lâm âm thầm kinh ngạc ánh mắt đối phương sắc bén, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhưng khi hắn cũng dùng thần niệm dò xét đối phương một chút, sau đó không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh, trên mặt toát ra vẻ kinh sợ. Vãn bối Trần Lâm, ra mắt tiền bối, Trần Lâm cung kính chào. Đối phương là chân thân tiến vào, hơn nữa không che giấu tu vi, tuy có khí tức kiểm giới áp chế, vẫn có thể cảm giác được đối phương chính là tu sĩ hợp đạo cảnh, hơn nữa bằng cảm giác của hắn, đối phương cường đại hơn Lam như tuyết, nhưng lại kém mị độc hành, đó chính là cường giả văn đạo trong đạo chi tam cảnh đạo chi tam cảnh, mỗi một cảnh giới đều có chênh lệch cực lớn, nói là tiểu cảnh giới, nhưng truyền thuyết còn khó vượt qua hơn đại cảnh giới. Một cường giả văn đạo, còn có lộ dẫn cấp 4, nhất định phải dành cho tôn trọng nhất định. Tề Mộng Lan khoát tay áo, nói, tu vi ở thế giới hiện thực vô dụng, với cường độ linh hồn của ngươi, nếu ở trạng thái hình chiếu sẽ không yếu hơn ta, cho nên không cần khách khí, vẫn nên giao dịch trước đi, không có dông dài, nàng trực tiếp lấy ra một cái hộp, nói, bác tí nhiễu hành ta đã lấy ra, vật này có tổn thương rất lớn đối với linh hồn, cho dù cường độ linh hồn của ngươi rất cao, cũng không cách nào tránh khỏi, cho nên nếu ngươi muốn kiểm nghiệm, cần phải làm tốt thủ đoạn phòng ngự. Đối với đặc điểm của nhiễu hành thú, Trần Lâm tự nhiên vô cùng quen thuộc, cũng đã sớm nắm giữ thủ đoạn xử lý. Nhưng những thủ đoạn này đều cần chân thân mới có thể tiến hành, bởi vì tất cả vật phẩm không thể lấy ra ở trạng thái hình chiếu cấp thấp nhiễu hành thú hắn còn có thể dựa vào linh hồn ngạnh kháng, tám tay nhiễu hành hắn thật đúng là không dám. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm mở miệng nói, tiền bối vừa nhìn đã biết là người thủ tính, không cần kiểm tra, nói xong, giao thư mời món ăn ngon cho đối phương, lại đem hộp tiếp ở trong tay. Tề Mộng Lan cười cười không nói gì. Nàng cũng là người sống trên vạn năm, liếc mắt liền có thể nhìn ra Trần Lâm không có biện pháp kiểm tra, nhưng cũng không vạch Trần, mà chậm rãi đi đến cửa sơn động trước tiên nhìn phiến đá bên cạnh một chút lại nhìn một chút bãi cỏ phía ngoài tiếp theo ở trên phiến đá viết xuống số lượng đại điểu thấy phiến đá phát ra ánh huỳnh quang mà quy tắc trói buộc quanh quẩn trên người mình như có như không trong nháy mắt tản ra mới gật đầu nhẹ một nơi rất thú vị trước đó ngươi nói nơi này là nơi giao lưu của tu luyện giả vạn giới tề mộng lan quay sang trần lâm hỏi thật ra nàng là chân thân tiến vào dưới tình huống bình thường không cần hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể rời đi nhưng từ khi có một lần chân thân xuyên qua tiến vào một cảnh tượng cũng bị vây khốn nàng liền biết quy tắc yểm giới cũng không tuyệt đối cho nên coi như chân thân tiến vào cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới đi ra ngoài đúng vậy trần lâm lập tức trả lời sau đó chỉ vào một chỗ trên vách tường nói quần thể giao lưu này gọi là vạn giới minh cách mỗi mấy năm đều sẽ cử hành hội giao lưu người tổ chức sẽ lưu lại ký hiệu ở trên vách tường này thông báo thời gian tổ chức cụ thể nếu như tiền bối muốn tham gia có thể để cho người chú ý nhiều một chút ừm uhm. tề mộng lan gật đầu lộ ra vẻ hứng thú trần lâm thấy thế hơi do dự một chút liền thử thăm dò không biết tiền bối đến từ giới diện nào hoàn cảnh tu luyện nơi đó như thế nào phù không giới mặc dù hoàn cảnh vẫn ổn nhưng chung quy vẫn phải đối mặt với nguy hiểm của hư không thú nếu có giới diện tốt hơn thì vẫn nên xoay qua thì hơn tề mộng lan lại lắc đầu nói không cần nghĩ từ sau đại kiếp nạn thượng cổ nơi nào còn có địa phương tốt có thể tu luyện đã không tệ hoàn cảnh cũng đừng chọn lập tức nhìn về phía trần lâm nói thế nào chỗ ngươi đang tu luyện không như ý sao không tốt lắm trần lâm miêu tả đơn giản một chút tề mộng lan lại hứng thú nói ngươi nói giới diện của ngươi tồn tại tán tiên hẳn là có nhưng ta chưa từng nhìn thấy cho nên không dám xác định trần lâm nói lập lờ nước đôi tiếp theo nghi vấn nói tiền bối tán tiên đến tột cùng là cái tồn tại gì trong hệ thống tu tiên giả chính thống của chúng ta tự hồ không có cảnh giới như vậy nghi vấn này hắn đã sớm có lúc ở lương thiên đại lục cũng tìm hiểu qua nhưng tầng thứ phù không giới rõ ràng tu sĩ tầng thấp rất ít hiểu biết tình huống tầng trên huống chi còn là tán tiên tầng cao nhất cho nên cũng không có hiểu biết được tin tức cặn kẽ giọng tề mộng lan vang lên cái gọi là tán tiên chính là độ kiếp thành công nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể tiến vào tiên giới dừng lại một chút nàng lại nói những tu sĩ này ít nhiều có một ít tiên linh lực nhưng không có triệt để chuyển đổi thành tiên khu cho nên so với tiên nhân kém không ít đương nhiên bởi vì có thể vận dụng tiên linh lực tu sĩ đại thừa là không cách nào so sánh được trần lâm bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại nghi ngờ nói nếu đã độ kiếp thành công sao còn không cách nào phi thăng tiên giới chẳng lẽ còn cần quá trình gì sao dựa theo hiểu biết của hắn tu sĩ đại thừa vượt qua đại kiếp phi thăng sẽ trực tiếp phi thăng tiên giới trong điển tịch cũng là ghi chép như thế đến lúc đó sẽ có đăng tiên thê hiển hiện ra tề mộng lan thở dài tình huống bình thường tự nhiên là không có vấn đề cũng không cần quá trình gì nhưng hiện tại tiên giới nghiền nát lối đi phi thăng bị ngăn trở liền không thông thuận như vậy sắc mặt của nàng có chút bất đắc dĩ thở dài nói ngay cả tiên giới cũng không còn làm sao có thể phi thăng thành công cho dù xuất hiện đăng tiên thê cũng là nơi liên tiếp hư vô. Trần Lâm hiểu rõ. Liên quan tới tình huống tiên giới vỡ nát, lúc trước hắn cũng có nhiều hiểu biết, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, thế mà dẫn đến tu tiên giả không chỗ phi thăng. Lúc này, Tề Mộng Lan lại nói, giới diện chỗ ngươi tồn tại tán tiên, hơn nữa phù không đảo cấu tạo, rất có thể là mảnh vỡ tiên giới sau khi vỡ vụn hình thành. Bởi vì giới diện bình thường xuất hiện một hai tán tiên cũng đã đến đỉnh rồi, tồn tại có thể chèo chống mấy tán tiên trở lên nhất định phải có tiên linh khí mới được mảnh vỡ tiên giới trần lâm trong lòng khẽ động nếu thật sự có tiên linh khí tồn tại có lẽ mấy món tiên khí kia của hắn có thể phát huy tác dụng mình không dùng được lấy ra giao dịch với những tán tiên kia cũng có thể nhất định có thể đổi được rất nhiều tài nguyên nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua liền bị đè xuống lấy tu vi của hắn bây giờ đi làm giao dịch cùng những tán tiên kia quả thực chính là đưa dê vào miệng cọp tự tìm đường chết nhưng nếu có cơ hội thì có thể lên tầng trên xem xem có thể tìm hiểu ra tác dụng của những vật phẩm trong những trữ vật tiên nhân kia không đặc biệt là mấy bình tiên đan kia đến nay cũng không biết làm cái gì cũng không dám dùng linh tinh nếu có loại tiên đan có thể trực tiếp tăng lên đại cảnh giới hắn lại không biết sử dụng đó chính là phung phí của trời được rồi không có chuyện gì nữa vậy ta phải đi mỹ thực đảo nghe đồn trên mỹ thực đảo có đủ loại mỹ thực kỳ diệu còn có rất nhiều bảo vật có thể đổi ta đã sớm muốn đi xem một chút tề mộng lan nhìn thư mời món ngon trên tay lộ ra vẻ chờ mong trần lâm cười cười không có giải thích cái gì liên quan tới quy tắc của mỹ thực đảo sau khi đối phương tiến vào tự nhiên hiểu rõ hơn nữa đối phương đã giao dịch thư mời thức ăn ngon khẳng định cũng biết quy tắc tiến hiến mỹ thực nắm giữ trên tay sẽ không ít nghĩ tới đây hắn lập tức nói được rồi xin tiền bối cứ tự nhiên ta cũng phải trở về xử lý bác tí nhiễu hành, nếu tiền bối muốn tìm ta thì có thể đến nhà kho bánh bao tâm linh trên Mỹ thực đảo, đó là cửa hàng do ta mở. Ồ, tề mộng lan kinh ngạc nhìn Trần Lâm. Nhưng không hỏi nhiều, mà là cười nói, được, ta nhớ kỹ, nếu như có cần, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trầm ngâm một chút, nàng lấy ra một viên châu ống ánh lớn chừng quả trứng chim câu, giao cho Trần Lâm nói, ta nghe nói Mỹ thực đảo có năng lực trung chuyển giới diện, nếu ngươi muốn tìm ta, có thể dùng định vị châu này đi tới giới diện chỗ ta, chỉ cần nói ra tên của ta là có thể tìm được. Đa tạ tiền bối, Trần Lâm vui vẻ, đem định vị châu tiếp vào trong tay. Giới diện của đối phương, khẳng định là giới diện tu luyện cao cấp không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng xuất hiện cường giả hợp đạo cảnh, nếu như phù không đảo không ở được, liền có thêm một địa phương lựa chọn. Lần này Tề Mộng Lan không dừng lại, trực tiếp lấy ra lộ dẫn cấp 4, phá hư rời đi. Trần Lâm trông thấy lộ dẫn của đối phương, ánh mắt hơi lóe lên, cũng toát ra vẻ hâm mộ. Quyền hạn lộ dẫn cấp 4 quá lớn, có thể nói một lộ dẫn nơi tay như vậy, có thể tránh né một bộ phận yểm giới nguy hiểm. Nhưng mà lộ dẫn cấp 4 cần quan chính phẩm cao cấp mới có quyền lợi phân phát, còn cần làm nhiệm vụ, hắn một mực cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, chỉ có thể thông qua tước vị để thu hoạch được quyền hạn như vậy. Suy tư một hồi, Trần Lâm lưu lại ký hiệu trên vách tường, sau đó trở về hiện thực. Chuyện đầu tiên khi mở mắt ra chính là nhìn về phía trong tay, thấy cái hộp được mang ra ngoài, mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo hộp rời khỏi động phủ, trước tiên thu bạch ngọc linh miễu vào túi linh thú, lại gọi tiểu thảo và manh nữ một tiếng, sau đó thả ra linh thuyền bay ra khỏi phạm vi hòn đảo. Trong hư không, Trần Lâm đứng trên linh chu, phân phó bạch ngọc linh miễu một phen bạch ngọc linh miễu đã đạt tới tứ giai bởi vì là dị chủng hồng hoang nên không thể hóa hình nhưng linh trí đã mở liên tục gật đầu với trần lâm đi thôi chúng ta cách xa một chút trần lâm đặt lưu ảnh châu lên linh chu gọi hai người tiểu thảo rời đi tâm lực của manh nữ cũng có thể ngự không hơn nữa tốc độ cực nhanh trong cự ly ngắn trần lâm cùng tiểu thảo cũng không sánh nổi dựa theo cách nói của đối phương đây là năng lực tâm lực đạt tới trình độ nhất định sau đó tự có, không cần chuyên môn tìm hiểu, có thể theo tâm lực tăng lên mà tăng cường. Tâm chi sở động, thân chi sở vãng, so với tuấn di đều muốn khoa trương. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là không thích hợp lặn lội đường xa. Trần Lâm thấy thân ảnh đối phương không có chút động tác nào, liền lập tức xuất hiện ở chỗ cực xa, không khỏi có chút hâm mộ. Đẳng cấp tâm lực này, thật đúng là cao hơn quá nhiều so với pháp lực đáng tiếc hắn tuy rằng cũng nắm giữ hai loại lực lượng cao cấp thiên phú cùng tiên thiên chi lực nhưng đều chỉ có thể dùng ở trên thần thông chuyên môn không cách nào dùng để cung cấp năng lượng cho pháp thuật khác ví dụ như muốn dùng thiên phú bản nguyên tiếp phát pháp thuật phi hành căn bản là không làm được cho dù là lôi động thuật cũng dùng pháp lực lôi thuộc tính thiên lôi cửu biến hấp thu đến mà không phải lực lượng tiên thiên lôi đình trong lôi thần kiếm cho đến tận bây giờ hắn còn chưa khai phá ra cách dùng còn lại của tiên thiên lôi đình chi lực chỉ dùng lôi thần kiếm bạo lực phá hủy mục tiêu trần lâm cảm thấy nếu có thể vận dụng lôi đình chi lực của lôi thần kiếm vào lôi động thuật quy lực chỉ sợ sẽ thập phần rung động đáng tiếc hắn còn không có năng lực như vậy thu hồi tạp niệm trần lâm triển khai thân hình cùng tiểu thảo đi đến bên cạnh manh nữ lập tức dùng liên hệ đặc biệt giữa hắn và bạch ngọc linh miễu hạ chỉ lệnh mở hộp lập tức lấy linh thuyền làm trung tâm một loại năng lượng quỷ dị phát ra trong nháy mắt đã bị bán kính mấy chục dặm, phạm vi này khiến Trần Lâm khiếp sợ phi thường, diện tích bao trùm cũng quá rộng, nếu dùng vật này đến công kích địch nhân, quả thực chính là một đại sát khí, nhưng muốn sử dụng vật này như bảo vật công kích, đầu tiên mình phải có thể chịu đựng được quy tắc ăn mòn mới được. Dù sao hắn cũng không có tám cánh tay trở lên, hơn nữa quy tắc hạn định, cánh tay phải là tiên thiên mới được, chi giả hậu thiên cũng không tính. Ngược lại là chính hắn, phải đề phòng một chút có người sử dụng quy tắc vật phẩm tương tự đối với hắn đợi một hồi trần lâm xác định quỷ dị khí tức không khuếch tán nữa thân hình mới dừng lại lui về phía sau hai người các ngươi canh giữ ở bên này chú ý quan sát xem có hư không thú qua lại hay không vâng trần lâm phân phó một tiếng thấy hai nữ đều tự chọn vị trí cho mình dùng tiên thiên chi lực hộ thể từng chút một tiếng gần đến linh chu đây là một thử nghiệm với lực lượng tiên thiên bá đạo hẳn là có thể chống lại khí tức quỷ dị do tám cánh tay thả ra nhưng vì lý do an toàn hắn vẫn không dám chủ quan rất nhanh trần lâm cũng cảm giác được mình bị khí tức quỷ dị bao phủ thẩm thấu vào trong linh hồn loại cảm giác này rất quen thuộc tuyệt sẽ không tính sai nhưng khí tức quỷ dị bên ngoài rất nhạt hắn chỉ dựa vào linh hồn của bản thân là có thể chống cự thí nghiệm không ra cái gì hắn cảm nhận một phen thân hình bắt đầu gia tốc dần dần khí tức quỷ dị càng ngày càng mãnh liệt chưa tiến lên được một nửa đã vượt qua cường độ chống cự của linh hồn. Trần Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Sức mạnh quy tắc của bác tí nhiễu hành càng mạnh, hiệu quả luyện chế thành đang dược lại càng tốt, vốn dĩ hắn còn lo lắng đẳng cấp linh hồn của hắn bây giờ quá cao, cho dù luyện hồn đang bản chính cũng sẽ không có tác dụng gì, nhưng hiện tại xem ra, tác dụng chẳng những sẽ có, hơn nữa còn sẽ rất tốt. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là thu luyện hồn lực, thúc giục năng lượng của lôi thần kiếm lập tức thấy bóng khí tức quỷ dị ăn mòn linh hồn nhanh chóng bị thanh trừ điều này khiến trong lòng trần lâm thả lỏng lực lượng tiên thiên vẫn mạnh mẽ như trước cũng không còn lo lắng gì nữa thân hình lần nữa tăng tốc rất nhanh đã đi tới trước linh chu nhìn bạch ngọc linh miễu nằm sấp bên cạnh hộp thấy đối phương lười biếng hoàn toàn không có chút xíu thương tổn nào không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ dù đã sử dụng qua vô số nhiễu hành thú trần lâm vẫn như cũ đối với năng lực vật này sợ hãi than không thôi bên trong quy tắc lực sát thương khủng bố cực kỳ khoa trương nhưng ở ngoài quy tắc có thể nói là cả người lẫn vật đều vô hại bạch ngọc linh miễu chỉ cần nhẹ nhàng thò ra một cái móng vuốt là có thể bóp chết thậm chí không cần bạch ngọc linh miễu tùy tiện một con kiến nhỏ chính tay trở lên cũng có thể lấy mạng của đối phương trong lòng trần lâm sinh ra một nghi hoặc sức mạnh quy tắc đến tục cùng là hình thành như thế nào đây không chỉ là nghi hoặc của hắn cũng là nghi hoặc của tất cả tu luyện giả bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả cũng được còn có tất cả cường giả của chư thiên vạn giới khác đối với quy tắc đều chỉ có thể là lợi dụng tối đa cũng chỉ là điều khiển nhưng lại không biết nguyên nhân hình thành quy tắc loại lực lượng này tồn tại ở giữa thiên địa cho người ta cảm giác hẳn là tự nhiên hình thành nhưng theo gặp được đồ vật quy tắc càng ngày càng nhiều trần lâm lại cho rằng không thể nào là tự nhiên hình thành muốn nói quy tắc ngũ hành quy tắc nguyên tố hoặc là thời gian không gian thậm chí vận mệnh đều còn có thể lý giải nhưng loại như nhiễu hành thú này cũng có chút vô nghĩa tình huống như thế càng giống như trò đùa dai của một vị tồn tại cường đại nào đó lắc đầu trần lâm không tiếp tục suy nghĩ nữa thứ quá mức cao tầng cách hắn quá xa xôi nghĩ quá nhiều không những vô bổ còn có thể quấy nhiễu đạo tâm tạm thời chỉ cần có thể lợi dụng là được. Nghĩ tới đây, hắn thu bạch ngọc linh miễu vào trước. Linh thú này chia làm trước sau hai đốt, phía trước mấy chục cái móng vuốt đều là cánh tay, phía sau bộ phận nhỏ móng vuốt dài mới là chân, cho nên thú quấn từ 70 cái tay trở xuống, nó đều có thể khắc chế, phải bảo vệ thật tốt. Tất kỹ bạch ngọc linh miễu, Trần Lâm lại đưa tầm mắt rơi vào trong hộp. Bên trong thú nhiễu hành ngoài việc lớn hơn một chút, hình dạng không khác gì thú nhiễu hành khác, nhưng trên thân thể lại hiện đầy đường vân màu vàng, hoặc nhìn cao quý hơn không ít. không do dự, trực tiếp bắt lấy bóp chết. vật này mặc dù có thể xem như một kiện bảo vật quần công, nhưng trần lâm không có ý định giữ lại. muốn hoàn thành nhiệm vụ tước vị, tăng linh hồn lên là quan trọng nhất. nguy hiểm trong yểm giới ở khắp mọi nơi, tăng lên một chút là có thể chênh lệch giữa sống và chết. mặt khác từ việc tề mộng lan có thể có được vật này cũng mang theo người đến xem thứ này đối với hợp đạo cường giả đoán chừng thương tổn cũng có hạn mà tu sĩ dưới hợp đạo đối với hắn không có uy hiếp quá lớn cân nhắc xong vẫn là giá trị luyện đang cao hơn đậy nắp hộp thu hồi trần lâm thúc giục linh chu gọi tiểu thảo hai người quay trở về như ý đảo sau đó bắt đầu luyện chế đang dược quá trình rất thuận lợi nhưng khiến trần lâm nhíu mày chính là sau khi toàn bộ bác tý nhiễu hành xử lý xong chỉ lấy được đủ tài liệu luyện chế một lò những thứ khác đều được rèn luyện ra ngoài hao phí rất lớn hơn nửa luyện chế hoàn tất cũng chỉ nhận được một viên đan dược điều này làm cho hắn không khỏi sinh lòng nói thầm một viên đan dược coi như bề ngoài bất phàm có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả trước kia sử dụng luyện hồn đan mỗi một giai đoạn đều là dựa vào số lượng chồng chất mới có thể tăng lên đẳng cấp linh hồn trần lâm có vẻ phiền muộn nhiều lần quan sát phát hiện ngoại trừ viên đang dược mượt hơn lớn hơn phía trên còn mơ hồ mang theo từng đường vân màu vàng hắn lấy đan phương lúc trước lấy ra so sánh với đồ án đang dược phía trên một chút hoàn toàn nhất trí đã như vậy vậy liền không thành vấn đề hay là năng lực thiên phú luyện chế ra có thể tin cậy phía trên có đan văn huyền ảo trần lâm cũng không dám phá hư kết cấu chỉnh thể của đan dược hơn nữa ăn luyện hồn đan đã rất nhiều liền không có tìm người thí nghiệm trực tiếp nuốt luyện hóa. Mười năm sau, Trần Lâm trong mật thất chậm rãi mở to mắt, gọi tiểu thảo canh giữ ở bên ngoài vào hỏi thăm một phen, sau đó nhắm mắt lại. Lại qua mười năm, Trần Lâm xuất quan, hỏi thăm một phen xem có dị thường gì không, đóng mật thất lại. Như thế cứ cách mười năm xuất quan một lần, năm mươi năm trôi qua. Một ngày này, Trần Lâm ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn mở to mắt, hai đạo kim quang lóe lên. Lập tức, thân thể của hắn liền một phân thành hai, một thân ảnh không giống thân thể hắn chút nào tách rời ra. Bóng người này không quá ngưng thực, ở vị trí đang điền, một đoàn năng lượng như ẩn như hiện, mang theo hoa văn màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Thân ảnh nhìn nhìn, thân thể, của mình, lại nhìn nhìn nhục thân đối diện, hài lòng gật đầu, lập tức lại hợp hai là một. Tiếp theo đứng lên, đi ra ngoài mật thất. Một viên luyện hồn đang chính bản, dùng 50 năm thời gian mới luyện hóa xong, là Trần Lâm tuyệt đối không ngờ. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Chẳng những linh hồn lại ngưng thực rất nhiều, hồn chủng càng là phát sinh biến hóa về chất. Trần Lâm nội thị linh hồn, có thể trông thấy hồn chủng chẳng những lớn hơn một vòng, phía trên còn hiện ra đường vân màu vàng nhàn nhạt. Đường vân này mặc dù rất nhạt, nhưng uy lực cường đại, ở thời điểm phóng thích thần thông linh hồn vận dụng vào trong đó, có thể để cho uy năng thần thông cường đại ít nhất gấp đôi, cái tăng phút này 10 phần khoa trương để cho Trần Lâm thập phần mừng rỡ, đối với chính bản luyện hồn đang hiệu quả cũng liếu lưỡi không thôi. Cũng không thiệt thòi hắn ngay từ đầu đã trăm phương ngàn kế tìm kiếm bác tí nhiễu hành, thứ đồ chơi này quả thật dùng rất tốt. Đáng tiếc là trên tay tề mộng lan cũng chỉ có một, còn là đạt được ở một hội giao dịch, cũng không biết nơi sinh. Tiêu giao đại hội, Trần Lâm tự lẩm bẩm. Dựa theo tề mộng lan nói, tám cánh tay của nàng ta vòng qua chính là giao dịch ở trên đại hội tiêu giao này, khiến cho hứng thú của hắn đối với giao dịch hội này tăng lên rất nhiều vô tận thủy và bát tí nhiễu hành đều xuất phát từ nơi này nếu như có thể hắn nhất định phải đi một lần hơn nữa có thể tồn tại bảo vật như vậy những bảo vật cao cấp khác chắc chắn cũng sẽ không thiếu nhưng với tu vi của tề mộng lan cũng không có tư cách được mời đối phương là thông qua một yểm giới cường đại mới may mắn tiến vào địa điểm giao dịch tình huống không thể phục chế trần lâm lắc đầu càng đến giai đoạn cao cấp tài nguyên cần thiết lại càng khó tìm ngay cả một hạng mục không thiếu tài nguyên của hắn cũng cảm thấy khó khăn cho nên một nơi giao dịch tràn ngập bảo vật cao cấp như vậy biết lại không đi được khiến hắn rất buồn bực về phần lão giả của thời quan tiểu quán càng là không có cửa vào hơn nữa đối phương đã đóng cửa phòng mỹ thực không biết đi đâu thôi cứ thuận theo tự nhiên đi trần lâm thu hồi suy nghĩ bắt đầu thí nghiệm hiệu quả sau khi linh hồn tăng lên sau một phen thí nghiệm trên mặt tràn ngập vui mừng buồn bực quét sạch sành xanh hiện nay đẳng cấp linh hồn khẳng định đã đạt đến cường độ hợp đạo cảnh quy năng thi triển các loại linh hồn bí thuật đều tăng lên cực lớn nhất là diệt hồn chỉ mạnh không phải là một điểm hay nửa điểm luyện hư tu sĩ hoàn toàn không cách nào ngăn cản mặc dù không có giao thủ qua với cường giả hợp đạo cảnh nhưng trần lâm cảm thấy lấy quy lực hiện tại của diệt hồn chỉ cũng có thể sinh ra tổn thương nhưng linh hồn tăng lên quá nhanh cũng có tai hại ngoại trừ diệt hồn chỉ những bí thuật linh hồn khác đều đã không xứng đôi thế nhưng bí thuật linh hồn cao cấp thập phần hy hữu căn bản sưu tập không đến khiến cho hắn chỉ có hồn lực cường đại lại không có cách nào vận dụng nếu không thực lực còn có thể tăng lên một bậc thang nữa mặc kệ như thế nào hiệu quả luyện hồn đang đều vượt qua mong muốn so sánh với thu hoạch đạt được hao phí một chút thời gian không đáng kể chút nào trần lâm cao hứng lập tức xuất ra một nhóm đang dược ban thưởng cho mọi người trên đảo làm cho tất cả mọi người cùng cao hứng vui vẻ. Mọi người tự nhiên là hưng phấn dị thường. Trần Lâm chính là người chủ chốt của bọn họ, thực lực càng mạnh, bọn họ lại càng an toàn. Hơn nữa theo những năm này phát triển, trên như ý đảo đã có mấy cái truyền tống trận, viên ương thạch định vị phù không đảo càng nhiều, bọn họ không cần tiếp tục cố thủ trên đảo, cũng có thể đi phù không đảo khác lịch luyện, đối với hoàn cảnh tu luyện như vậy hết sức hài lòng. 50 năm, trên đảo đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là lão tu ngã xuống không ít, Vương Thiên Lâm và Trương Huyền Vượng cũng hao hết thọ nguyên, 10 năm trước đã ngã xuống. Đối với việc này Trần Lâm cũng chỉ có thể thổn thức một chút, không thể làm gì. Hai người vốn tư chất bình thường, còn là hắn cưỡng ép tăng lên trúc cơ, thật sự không có tiềm lực tấn thăng kim đan, mà đang dược duyên thọ giá trị cao, hắn cũng không có khả năng dùng ở trên người hai người. Về phần lão tu khác tử vong, trần lâm ngay cả quan tâm cũng không quan tâm cũng không có người báo cáo cho hắn lão tu có rất nhiều không có nhóm này còn có nhóm tiếp theo cũng không ảnh hưởng gì hơn nữa sau khi biết được cảnh tượng hắc thủ chỉ mở ra cho người có thiên phú trên đảo đã không còn tiếp thu lão tu sĩ nữa ngược lại chọn lựa một số tu sĩ trẻ tuổi thiên tư xuất chúng tiến hành bồi dưỡng nhân khí trên đảo dần dần tăng lên khiến cho trần lâm có chút thất vọng chính là phương diện thiên phú giả không có tiến triển gì cũng không phải người có thiên phú đã thưa thất đến mức khó có thể tìm kiếm mà là bởi vì hắn hạ lệnh không được sử dụng thủ đoạn cường ngạnh cũng không được giấu giếm tính nguy hiểm của nhiệm vụ thăm dò mới dẫn đến như thế người có thiên phú thường thường đều là người nổi bật trong cùng cảnh giới có thiên phú năng lực cũng sẽ không quá thiếu tài nguyên cho nên gần như không có người sẽ nguyện ý tiếp nhận thuê như vậy điều quan trọng nhất là cần ký kết hồn khế yêu cầu này trừ lão tu ra rất ít người đồng ý đạo bản nguyên cầu là trọng yếu nhất trần lâm suy tư một chút gọi trịnh huyền thanh đến trước người bái kiến sư tôn trịnh huyền thanh cung kính hành lễ hắn là thật tâm thật ý không hề làm ra vẻ năm mươi năm qua đi trần lâm được bồi dưỡng cẩn thận tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh hôm nay hắn đã đến kim đan đỉnh phong bước tiếp theo có thể thử ngưng kết nguyên anh nếu không gặp được trần lâm hắn đã sớm chết ở trên lương thiên đại lục chớ nói chi là có thành tựu như ngày hôm nay, chỉ cần kết anh thành công, vậy thì lại là một phen thiên địa rộng lớn, tất cả những thứ này đều là Trần Lâm cho hắn. Trần Lâm nhìn đối phương, gật đầu nói, tu luyện tiến triển coi như tạm được, xem ra cũng phải tìm được cơ hội kết anh, tìm được nơi lịch lãm rèn luyện tốt chứ, đệ tử muốn đi lương thiên đại lục. Trịnh Huyền Thanh thành thật trả lời. Trần Lâm hơi ngẩn ra, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, đối phương muốn trở lại lương thiên đại lục, tự nhiên là có lý do của đối phương, cái này hắn không cần phải đi quản. Trầm ngâm một chút, hắn mở miệng nói, lúc trước ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử chính thức. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một lời hứa hẹn, nếu ngươi kết anh thành công, như vậy sẽ như ngươi mong muốn. Hơn nữa sau này, ta cũng không có ý định thu nhận đệ tử khác nữa. Trịnh Huyền Thanh mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Trần Lâm khoát tay áo để đối phương đứng lên, hỏi, không gian ngón tay đen thăm dò thế nào rồi, nói đến đây, sắc mặt Trịnh Huyền Thanh có chút xấu hổ. Hồi bẩm sư tôn, bởi vì người chiêu mộ được thiên phú quá ít, cũng không thể đạt được mấy bản nguyên cầu, hơn nữa còn hao tổn hai người có thiên phú ở bên trong, hiện tại cộng thêm viên chấn hải, cũng chỉ có ba người có thiên phú thăm dò. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó phất phất tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tiếp theo, hắn lại gọi viên chấn hải tới hỏi thăm một phen tốc độ này vẫn còn quá chậm trần lâm nghe xong nhíu mày mở miệng sau đó hỏi vậy người thủ bi nhiều năm như vậy vẫn luôn không có dị động sao viên chấn hải lắc đầu nói hồi bẩm đại nhân người thủ bi kia không có bất kỳ chỗ dị thường nào ngược lại nhiệm vụ trên tấm bi đá càng ngày càng khó ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tiếp nhận ngươi không cần tự mình mạo hiểm trần lâm lập tức dặn dò sau đó nói mặc dù ta rất cần bản nguyên cầu nhưng nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng quá nhiều ngươi chỉ cần phụ trách chỉ huy là được ta sẽ để chu thế ngô tăng cường độ sưu tập người có thiên phú tìm nhiều một chút trở về đối phương bây giờ cũng có tu vi kim đang trung kỳ lại trung thành vô cùng hắn không muốn để cho đối phương chết ở trong yểm giới viên chấn hải cung kính vân dạ đứng dậy rời đi tiếp theo trần lâm triệu tập mấy đệ tử lại một chỗ bái kiến sư phụ mấy đệ tử chính thức chào hỏi trần lâm ngồi trên cao xem xét từng cái rồi hỏi thăm. Tu vi của Chu Thế Ngô không có biến hóa gì quá lớn, đến cảnh giới hóa thần, tu vi tăng lên rất chậm chạp, 50 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay, mỗi lần bế quan đều phải dùng trăm năm. Nhưng đối phương đã bước đầu hình thành lĩnh vực nguyên thần, điều này khiến hắn rất kinh ngạc. Tuy rằng có thiên phú gia trì, thuật pháp thông linh dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tốc độ này cũng không chậm, chứng tỏ tư chất của đối phương ở phương diện ngộ tính này không thấp. Giảng giải một phen tri thức phương diện nguyên thần lĩnh vực, Trần Lâm lại nhìn về phía xảo nương. Đối phương đã tấn chức nguyên anh thành công, hơn nữa không phải tấn chức ở trên đảo, trên đường lịch lãm rèn luyện đã đột phá, xem như cơ duyên không nhỏ. Trần Lâm này cũng không ngoài ý muốn. Trên người đối phương tồn tại lực lượng bí ẩn, bây giờ linh hồn cũng được sinh hồn đang trợ giúp khôi phục, đột phá hợp tình hợp lý thạch kiên tu vi đã đạt tới kim đan hậu kỳ tốc độ này khiến trần lâm rất khiếp sợ thậm chí hoài nghi đối phương có phải có linh thể gì đó chưa bị hắn phát hiện hay không nhưng sau khi kiểm tra cũng không có gì dị thường thật ra có bí ẩn hay không trần lâm cũng không thèm để ý hắn chỉ quan tâm đối phương có phải có tôn sư trọng đạo chi tâm hay không những cái khác không hề nằm trong phạm vi khảo sát cuối cùng trần lâm đưa ánh mắt đặt ở trên người sử nha đối phương càng xấu chẳng những càng xấu, hơn nữa khuôn mặt còn già nua, một thân tử khí. Không có nguyên nhân khác, chính là đối phương trùng kích kim đang thất bại, tuổi thọ đã không nhiều. Ôi, Trần Lâm thở dài một tiếng. Chuẩn bị một chút, ngày mai ta giúp ngươi tấn thăng kim đan cảnh, tư chất của đối phương quá kém, thật ra cũng không có liên quan quá lớn với hắn, lúc trước chỉ là thấy đáng thương, hơn nữa bên cạnh không có người có thể dùng, mới tùy ý thu làm đệ tử, nhưng nếu đã trở thành đệ tử cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương chết già ở trước mặt mình vâng đa tạ sư phụ sửu nha run rẩy quỳ rạp xuống đất nước mắt tuôn đầy mặt nói đệ tử vô dụng để sư phụ quan tâm trần lâm khoát tay áo nói đứng lên đi ta và ngươi chung quy là thầy trò nhưng cũng chỉ có một lần này sau khi kết đan ta sẽ đối xử bình đẳng sẽ không đối xử đặc biệt với ngươi nữa sửu nha không nói gì dập đầu ba cái đứng lên lui sang một bên tiếp theo Trần Lâm lại giảng giải cho mấy người một phen điểm khó trên tu luyện, lại dựa theo tu vi trước mắt của mỗi người, cho một ít bảo vật, liền để bọn hắn mỗi người đi làm việc của mình. Chu Thế Ngô ở lại. Không đợi đi ra khỏi cửa, Trần Lâm lại giữ Chu Thế Ngô lại. "Sư phụ?" Chu Thế Ngô không biết ý tứ của Trần Lâm, lộ ra vẻ hỏi thăm. Trần Lâm trầm giọng nói, "Gần đây có tin tức của Dương Tử Thi không?" Nghe được vấn đề này, Chu Thế Ngô vội vàng trả lời, "Hồi bẩm sư phụ, vẫn chưa có tin tức. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Sau khi Dương Tử Thi ra ngoài du lịch, vừa mới bắt đầu còn có thể thông qua cảnh tượng vạn giới minh truyền tin tức, nhưng bắt đầu từ 20 năm trước, liền không có tin tức truyền về, khiến hắn vô cùng lo lắng. Thế nhưng phù không giới có tình huống đặc thù, tìm kiếm vô cùng khó khăn, hắn cũng không có biện pháp gì. Hoàng Thiên Đại Lục truyền tống thông đạo còn có thể dùng sao? Trần Lâm tiếp tục hỏi. Chu Thế Ngô lập tức trả lời, "Bẩm sư phụ, truyền tống trận đã sớm vượt ra khỏi khoảng cách, phù không đạo trước đó dùng để trung chuyển cũng đều bay xa. Thấy sắc mặt Trần Lâm khó coi, cả vội vàng mở miệng nói, nhưng uyên ương thạch trên tay sư mẫu có đẳng cấp cực cao, chỉ cần tới gần phạm vi nhất định của như ý đảo là có thể cảm ứng được vị trí nơi này, sư phụ cũng không cần quá mức lo lắng. Trần Lâm lắc đầu. Cảm ứng uyên ương thạch vô dụng, trong hư không nguy hiểm vô số, coi như là hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Trầm ngâm một chút, nói ngươi đi phù không đảo phụ cận tận lực tìm kiếm biện pháp tiến về hoàng thiên đại lục nếu là chính mình tìm không thấy liền thuê nhiều một ít người đi càng nhiều phù không đảo tìm hiểu không cần để ý tài vật có thể thuê bao nhiêu liền thuê bấy nhiêu tìm người khác với cứu người không có quan hệ quá lớn với tu vi cao thấp cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp này chu thế ngô lĩnh mệnh rời đi trần lâm trở lại mật thất để manh nữ và tiểu thảo thủ vệ cho hắn hắn thì tiến vào chí võ huyện hắn muốn đi thiên thương giới một chuyến đổng vân thu nói lại tìm được hai phần mỹ thực nhưng đều chỉ có người sở hữu có thể chế biến hơn nữa còn đều là đồ ăn không tiện bảo quản hắn muốn lấy thành phẩm về lập tức đi hiến thị trấn không có gì thay đổi lão quản gia và lưu tam nương còn đang kinh doanh tiệm bánh bao hai người được trần lâm trợ giúp hơn nữa sinh vật yểm giới có tình trạng đặc thù cho nên tạm thời không có lo lắng thọ nguyên nhưng bọn họ không chế tạo ra được bánh bao tâm linh buôn bán rất lạnh nhạt thế nào những năm này có chuyện gì quan trọng phát sinh không sau khi được mời vào nội trạch trần lâm trực tiếp hỏi thăm tình huống lão quản gia lập tức trả lời hồi bẩm đại nhân chuyện khác ngược lại là không có nhưng trong huyện nga có huyện lệnh mới tới còn đến nơi đây hỏi thăm tình huống của đại nhân ồ trần lâm kinh ngạc lên tiếng không ngờ một đoạn thời gian không tới vị trí huyện lệnh lại có người nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không để ý trước kia hắn quả thật từng có ý nghĩ muốn trở thành huyện lệnh, nhưng sau khi ở trên Mỹ thực đảo hiểu được càng nhiều tin tức về yểm giới, đã không còn hứng thú đối với huyện lệnh, so sánh với nhau, tước vị càng quan trọng hơn. Nhưng huyện lệnh trên cơ bản chẳng khác nào chủ nhân của cảnh tượng này, còn có quyền lực phát ra lộ dẫn cấp thấp, cũng phải chú ý một chút. Nói tỉ mỉ tin tức của huyện lệnh này cho ta. Trần Lâm phân phó mở miệng. Lão quản gia lập tức giới thiệu một phen, nhưng huyện lệnh mới tương đối thần bí, hắn biết cũng không nhiều. Ý ngươi là huyện lệnh này đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là người trong huyện võ, Trần Lâm bắt lấy điểm mấu chốt. Nếu không phải người trong cảnh tượng này, đó chính là người từ bên ngoài đến, quy tắc sinh vật trong từng cảnh tượng yểm giới khác biệt, rất khó giao thoa lẫn nhau. Bẩm đại nhân, người này xác thực không phải người của Chí Võ huyện, chúng ta chưa từng gặp qua. Lưu Tam Nương ở một bên trả lời. Trần Lâm sờ lên cầm đột nhiên mở miệng nói sau khi huyện lệnh mới nhậm chức có ai tới đây ăn xin bánh bao không hai người lão quản gia có chút nghi hoặc không biết trần lâm tại sao lại hỏi như vậy nhưng cũng không dám hỏi cùng nhau lắc đầu được rồi các ngươi cứ làm việc của mình đi ta đi huyện nha xem thử hiểu rõ hoàn tất trần lâm đứng dậy rời đi huyện nha báo ra danh hào sau khi thông bẩm lập tức được đưa đến chính đường trần lâm liền gặp được huyện lệnh mới đối phương cũng là nhân tộc bộ dáng nam tử trung niên từ trên người dao động đến xem là hình chiếu tiến đến nhưng tu vi không thấp nghe quản gia kia của ta nói huyện tôn đại nhân đang tìm ta trần lâm chắp tay biểu thị ra còn có tôn trọng huyện lệnh đánh giá trần lâm một chút lập tức rời khỏi chỗ ngồi tiến lên nói trần đạo hữu ngươi làm cho ta tìm thật khổ a à. sao đại nhân lại nói như vậy trần lâm ra vẻ nghi hoặc sau đó nói đại nhân chính là tôn sư một huyện còn cần ta một dân chúng nho nhỏ làm cái gì hay sao huyện lệnh cũng đã nhận ra mình quá mức vội vàng cười ngượng một tiếng trở lại chỗ ngồi sau đó nói tất cả mọi người là người từ ngoài đến trần đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi nơi này rất tà môn ta tìm nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được nhiệm vụ rời đi trần đạo hữu nếu cũng là hình chiếu chi thân khẳng định là biết chỗ nhiệm vụ kính xin đạo hữu chỉ điểm con đường sáng nói xong ông quyền. Trần Lâm lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là chuyện này, dễ nói, dễ nói. Liên quan tới nhiệm vụ, hắn cũng không muốn giấu giếm, vây chết đối phương ở chỗ này không có lợi gì với hắn, ngược lại sẽ dẫn tới thù hận. Nhưng hắn cùng đối phương không thân chẳng quen, cũng không thể tặng không, dù sao cũng phải có chút chỗ tốt mới được. Vì thế hắn nói sang chuyện khác, không biết huyện Tôn Đại Nhân ngồi lên bảo tọa huyện lệnh này như thế nào, có thể nói cho tại hạ biết hay không nam tử trung niên nghe vậy lập tức bình tĩnh lại hắn cũng là nhân vật tu luyện bao nhiêu năm nhìn mặt mà nói chuyện liền biết mục đích của trần lâm suy nghĩ một chút hắn mở miệng nói ta tên trương tử đồng là tu sĩ đạo vận thất trọng đạo hữu hồn lực cường đại tu vi khẳng định cao hơn ta cũng không dám được ngài gọi là đại nhân trực tiếp gọi tên của ta là được trần lâm cười cười cũng không nói ra tu vi chân chính của mình nhưng mà ở trong yểm giới hắn quả thật có thực lực cao hơn đối phương nếu không phải hắn một mực thu liễm hồn lực đối phương chỉ sợ cũng sẽ nhận hắn làm cường giả hợp đạo lúc này trương tử đồng lần nữa mở miệng nói còn việc nói ta làm thế nào để đạt được thân phận huyện lệnh này là bởi vì ở trong một cảnh tượng kỳ lạ trước tiên đạt được một phần thư mời nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đạt được một phần công văn bổ nhiệm sau đó liền bị đưa đến trong cảnh tượng này trở thành huyện lệnh thì ra là thế trần lâm giật mình văn thư bổ nhiệm hắn biết lúc trước chu tam khôi cũng là bởi vì nhận được văn thư bổ nhiệm mới muốn đánh chết hùng tử kỳ cướp đoạt bảo tọa huyện lệnh hiện tại linh bảo của đối phương còn ở trong những trữ vật của hắn nhưng trên công văn bổ nhiệm có tên là vật phẩm chuyên môn những người khác cho dù cướp đoạt cũng không thể sử dụng hắn không có hứng thú đối với vị trí huyện lệnh càng tò mò hơn là quá trình đối phương đạt được văn thư bổ nhiệm vì vậy cũng không che lấp trực tiếp hỏi Trương Đạo Hữu nói là hoàn thành nhiệm vụ thông qua thư mời nhiệm vụ, không biết nội dung nhiệm vụ là cái gì, độ khó như thế nào, có thể nói một câu không? Trương Tử Đồng nhìn Trần Lâm một chút, đối với câu hỏi của Trần Lâm có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ là hắn có việc cầu người, cho nên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp giải thích. Nội dung nhiệm vụ rất kỳ lạ, cũng không có đao quan kiếm ảnh gì, cũng không phải tầm bảo gì, mà là khảo thí, thi, Trần Lâm ngẩn người, như có điều suy nghĩ. Trương Tử Đồng gật đầu nói, không sai, chính là khảo thí, nhưng không phải khảo thí một lần, mà là khảo thí rất nhiều lần, đề mục cũng không giới hạn ở lý luận, còn có thao tác thực tế như là sự án, bình loạn vân vân. May mắn ta cũng là tông chủ một tông, ở trên việc quản lý đạo rất có tâm đắc, miễn cưỡng qua mấy cửa, nhưng một cửa cuối cùng lại không thể đi qua, thiếu chút nữa trực tiếp bị gạt bỏ, vẫn là dùng một tấm bảo vật trước kia đạt được, mới may mắn thành công. Tiếp theo hắn cười khổ một tiếng nói: vốn dĩ ta cho rằng trở thành huyện lệnh sẽ trở thành chủ nhân nơi này, đi ở tùy ý, không nghĩ tới vẫn phải chịu quy tắc hạn chế, sớm biết như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng đi làm nhiệm vụ. Trần Lâm không để ý đến đối phương tố khổ, mà lâm vào trong suy tư. Tình huống của đối phương, đối với hắn rất có ý nghĩa tham khảo. Bổ nhiệm một huyện lệnh, nội dung nhiệm vụ là thống trị một phương khảo thí, như vậy nhiệm vụ tước vị sẽ là cái gì? Nếu như cũng là khảo thí, vậy hắn thật đúng là không chắc trong lòng khảo thí cũng không phải là điểm mạnh của hắn nhất là tri thức văn hóa lý luận hắn chưa từng học qua nhưng trần lâm cảm thấy nhiệm vụ tước vị không giống với nhiệm vụ quan văn dưới tình huống bình thường tước vị đều thông qua chiến công thu được nội dung nhiệm vụ càng có thể là mang binh đánh trận hoặc là chém giết cùng địch nhân cường đại nhưng những tin tức này ngược lại đã mở ra cho hắn ý nghĩ trước kia hắn đang suy nghĩ nhiệm vụ tước vị sẽ là cái gì chưa bao giờ nghĩ tới điểm thi này nhưng bây giờ cũng phải là một chút chuẩn bị mới được sau khi suy tư trần lâm lại hỏi thăm một chút nội dung nhiệm vụ đối phương đều kiên nhẫn giải đáp đạo hữu đến từ giới diện nào hoàn cảnh tu luyện nơi đó như thế nào hỏi xong trần lâm lại bắt đầu hỏi thăm những tin tức khác hiện tại đối phương có việc cầu hắn hỏi thăm tương đối thuận tiện nếu như nói nhiệm vụ rời khỏi nơi này cho đối phương còn có thể dễ nói chuyện như vậy hay không thì không nhất định ta đến từ thiên huyền giới, Trần đạo hữu có nghe nói qua không? Trương Tử Đồng nói ra một cái tên khiến Trần Lâm mừng rỡ không thôi. Trương đạo hữu đến từ thiên huyền giới, Trần Lâm nghe Trương Tử Đồng nói, ánh mắt lập tức sáng lên. Lập tức hỏi, không biết là ở Tinh Nam hay là Tinh Bắc, lệnh bài truyền tống của hắn định vị ở Tinh Nam giới, muốn đi Tinh Bắc giới từ đầu đến cuối không có cách nào, nếu đối phương ở Tinh Bắc giới vậy ngược lại có thể giúp hắn tìm hiểu một chút tin tức của thanh hoa quận chúa và lạc tiểu ngư trương tử đồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc kinh nghi nhìn trần lâm nói chẳng lẽ trần đạo hữu cũng là tu sĩ thiên huyền giới ha ha trần lâm cười cười nói trương đạo hữu nói không sai trần mỗ trước kia luôn luôn ở thiên huyền giới tu luyện nhưng ở sau khi giới diện dung hợp thất bại lưu lạc đến giới diện khác bây giờ còn có không ít cố nhân ở thiên huyền giới cho nên muốn tìm hiểu một chút tình huống. Trương Tử Đồng nghe vậy mặt lộ vẻ khác lạ. Ngược lại cười nói, ta cùng Trần Đạo Hữu cũng coi như tha hương gặp cố tri, ta tu hành tại Kim Linh Sơn mạch ở Tinh Bắc giới Bắc Hoang Đại Lục, không biết trước kia Trần Đạo Hữu tu luyện ở nơi nào. Nếu có chỗ cần ta trợ giúp, cứ việc mở miệng. Hắn làm vậy cũng không phải khách sáo, mà là chân tâm thật ý, bởi vì Trần Lâm muốn để hắn đi tìm hiểu tin tức nhất định phải để hắn trở về thế giới hiện thực như vậy phải đem nhiệm vụ rời khỏi nơi này nói cho hắn biết mới được trần lâm sắc mặt vui mừng càng đậm kim linh sơn mạch hắn biết chính là nơi tụ tập của một tu sĩ cách càng nguyên thành mấy vạn dặm lúc trước hắn từ hắc tháp rời đi muốn đi chính là nơi này về sau mới nửa đường quyết định lưu lại càng nguyên thành sau đó liền gặp phải nguy cơ sinh tử dùng phá giới bàn tiến vào thánh vực bạch cốt thánh quân triển chuyển tiến vào tinh nam giới Trương đạo hữu có nghe nói qua Thiên Vận Tông không?" Ánh mắt Trần Lâm lóe lên, mở miệng hỏi. "Không thể để đối phương nói cái gì thì tin cái đó, còn cần xác nhận một chút." Trương Tử Đồng tự nhiên cũng hiểu được ý tứ Trần Lâm, mở miệng nói, "Trong sơn mạch Kim Linh quả thật có một tông môn như vậy, lấy tu luyện thuật khí vận làm chủ, yêu thích làm một ít chuyện đánh cược, trước kia chỉ là một thế lực trung đẳng, sau khi đổi tông chủ phát triển nhanh chóng, Bây giờ đã là một trong những thế lực cỡ lớn trong sơn mạch Kim Linh. Câu trả lời này khiến Trần Lâm tin tưởng lời nói của đối phương. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút chờ mong, Thiên vận tông này nắm giữ phương pháp luyện chế khí vận đan, nếu có thể đạt được, đối với hắn sử dụng năng lực Thiên phú rất có trợ giúp. Ta nghe nói trong sơn mạch Kim Linh có một tông môn lấy luyện đan làm chủ, Trương đạo hữu có biết không? Trần Lâm tiếp tục hỏi. Trương Tử Đồng gật đầu nói, Trần đạo hữu nói hẳn là dược thần cốc đi chữ môn gọi là ngư thiên dược, cùng ta coi như rất có giao tình, Trần Đạo Hữu nếu là cần đang dược gì, ta có thể dẫn tiếng cho ngươi một chút. Vậy đa tạ Trương Đạo Hữu, Trần Lâm chấp tay, biểu thị cảm tạ. Cũng hoàn toàn yên tâm. Đối phương ngay cả tên của ngư thiên dược cũng có thể nói ra, cho dù không phải người của Kim Linh Sơn Mạch, cũng tất nhiên ở Bắc Hoang Đại Lục. Tiếp theo, hắn lại cùng đối phương hàng huyên tình hình Bắc Hoang Đại Lục gần đây, thuận tiện hỏi một chút càng nguyên thành, biết được càng nguyên thành cũng không có ở trong lúc giới diện rung chuyển lọt vào kiếp nạn, vẫn là do càng nguyên tông khống chế. Hàng Huy một hồi, thấy Trần Lâm một mực không nói trọng điểm, Trương Tử Đồng trực tiếp mở miệng hỏi, Trần Đạo Hữu nếu có gì cần ta làm, cứ việc mở miệng là được, ta cũng cần Đạo Hữu cung cấp nội dung nhiệm vụ rời khỏi nơi đây, người ta cũng coi là giao dịch công bằng. Thấy đối phương ngã bài, Trần Lâm cũng không nói nhiều, nghi mặt nói, đúng là cần Trương Đạo Hữu giúp một ít chuyện nhỏ, ta có hai cố nhân ngay tại phụ cận kim linh sơn mạch các ngươi muốn trương đạo hữu hỗ trợ tìm tới cũng mang chân thân hai người đến nơi đây trương tử đồng trầm ngâm một chút nói tìm người không có vấn đề nhưng chân thân mang vào lại không quá dễ dàng trần lâm không nói gì yên lặng chờ đối phương nói tiếp đối phương làm quan cử phẩm tự mang quyền hạng lộ dẫn cấp 4, có thể dẫn người xuyên qua cảnh tượng nói như vậy khẳng định có nguyên nhân trương tử đồng lập tức nói cũng không phải ta không muốn mang theo, hiện tại ta cũng thật sự có năng lực dẫn người xuyên qua cảnh tượng. Tiếp theo giải thích, nhưng Trần Đạo Hữu có chỗ không biết, từ sau khi thiên huyền giới dung hợp thất bại, sinh ra rung chuyển, tiết điểm không gian bên kia liền trên cơ bản đều biến mất, tiết điểm tân sinh đều không ổn định, không ai dám tiến vào, cho nên ta không có cách nào mang người vào trong nghiệm giới, lại làm sao có thể xuyên qua tràn cảnh cũng vô dụng. Trần Lâm nhíu nhíu mày, nguyên nhân này ngược lại là không ngờ tới nhưng hắn cảm thấy đối phương cũng không cần thiết nói dối, nhưng mà nói như vậy, hắn muốn dùng con đường này để mang thanh hoa quận chúa cùng lạc tiểu ngư ra khỏi thiên huyền giới liền khó khăn. Hắn dự định trước tiên đem hai người đưa đến nơi này, lại thông qua tiết điểm trước đưa đến thiên thương giới, thiên thương giới mặc dù hạng mức cao nhất khá thấp, nhưng không có nguy hiểm sụp đổ, có thể an tâm tu luyện, chờ tìm tới đủ mỹ thực, lại đem hai người đưa đến như ý đảo. Nếu không trực tiếp dùng mỹ thực mời thư chuyển trung chuyển mà nói, điểm tích lũy xa xa không đủ. Rất nhanh, Trần Lâm không suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ những thứ này vô dụng, trước tiên phải xác định hai người thanh hoa quận chúa vẫn còn ở càn Nguyên Thành lại nói. Vì vậy hắn vuốt cầm nói, đã như vậy, vậy trước hết trương đạo hữu giúp ta tìm hai người, sau đó giao vật phẩm này cho các nàng, cũng nói rõ một chút tình huống nơi đây là được rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của trương tử đồng, Trần Lâm lấy ra một cái bánh bao. Đây là bánh bao lần trước hắn làm nhiệm vụ ở đây, giả bộ như ăn mày xin xỏ, xem như là nhiệm vụ đoạt được có thể mang ra cảnh tượng cũng có thể là môi giới còn không đợi trương tử đồng nói chuyện trần lâm lại lấy ra một quyển trục khế ước giải thích trương đạo hữu chớ trách ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người ta muốn tìm rất quan trọng đối với ta không thể để các nàng đặt mình trong nguy hiểm cho nên ta cần phải ký kết khế ước một chút mới được một quyển trục khế ước cũng có giá trị xa xỉ hơn nữa không dễ đạt được nhưng vì thanh hoa quận chúa và lạc tiểu ngư vẫn không thể keo kiệt Trương Tử Đồng cũng không có không vui, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Hắn kiểm tra quyển trục khế ước một chút, sau khi xác định không có vấn đề, cực đầu. Trần Lâm thấy thế, viết nội dung hiệp thương lên trên, song phương lưu lại linh hồn lạc ấn, quyển trục liền không gió tự cháy, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, lần này Trần Đạo Hữu yên tâm đi, trước tiên nói cho ta biết ngươi muốn tìm người nào, sau đó nói nhiệm vụ rời khỏi nơi đây cho ta biết, lập tức có thể rời đi, tâm tình trương tử đồng rất tốt trên mặt lộ ra nụ cười tâm tình trần lâm cũng không tệ nói người ta muốn tìm ở càng nguyên thành một người tên là tư mã thanh cũng có thể gọi là thanh hoa quận chúa một người khác gọi là lạc tiểu ngư ở trong càng nguyên thành mở một cửa hàng giới thiệu tình huống của hai người một phen tiếp theo cầm lấy hai tờ giấy vẽ ra chân dung của hai người mặc dù sau khi hình chiếu rời đi trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng nhất định nhưng lấy cường độ thần hồn của tu sĩ luyện hư ảnh hưởng sẽ không quá lớn chỉ có dụng tâm nhớ vẫn có thể nhớ kỹ được ta nhớ kỹ trương tử đồng nhìn chăm chú thật lâu cực gật đầu sau đó nhìn về phía trần lâm trần lâm cũng không bóp nữa mở miệng nói nhiệm vụ rời khỏi nơi đây rất đơn giản chỉ cần giả bộ như ăn mày đi cửa hàng bánh bao lưu gia đòi một lồng bánh bao là được trên mặt trương tử đồng mười phần đặc sắc sau đó cười khổ nói thì ra là như vậy cũng công ta nhiều năm như vậy đem toàn bộ cảnh tượng đều lật tung mấy lần còn kém đào sâu ba thước không nghĩ tới đơn giản như thế trần lâm lại lắc đầu nói càng là đồ vật nhìn như đơn giản lại càng khó khăn tiền nhiệm của ngươi thế nhưng là trọn vẹn mệt nhọc hơn ngàn năm mãi cho đến lúc rời đi cũng không có thể tìm được chỗ nhiệm vụ không thể không bí quá hóa liều thông qua quyền hạng lộ dẫn cấp 4 đi một địa phương nguy hiểm sinh giúp đỡ nhưng lại không có trở về tiếp theo lại bổ sung một câu đối phương là cường giả hợp đạo Trương Tử Đồng biến sắc. Tin tức này hắn cũng biết một ít, trong huyện nha còn có sinh linh bản thổ sống đến bây giờ, đối với chuyện của Hùng Tử Kỳ cùng Kim Bộ đầu đều biết. Nghĩ tới đây hắn đứng lên, thi lễ với Trần Lâm. Đa tạ Trần đạo hữu tương trợ, nhân tình này tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Trần Lâm biết đối phương hiểu lầm, lạnh nhạt nói, "Trương đạo hữu không cần lo ngại nhiều, ta cũng là sau khi Hùng Tử Kỳ rời đi mới biết nội dung nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng việc này áp chế bất luận kẻ nào." giữa ngươi và ta là giao dịch công bằng chỉ cần đạo hữu hoàn thành giao dịch là tốt rồi không tồn tại nhân tình gì trần đạo hữu đạo hữu thật lễ độ trương tử đồng khen ngợi một tiếng bất quá chỉ là ngoài miệng khen ngợi trong lòng lại không nghĩ như vậy hắn đi qua cửa hàng bánh bao lưu gia cũng biết trần lâm là chủ nhân cửa hàng bánh bao nếu không muốn dùng rời đi nhiệm vụ áp chế người khác ngươi chiếm lấy cửa hàng bánh bao làm cái gì hơn nữa trần lâm vừa rồi còn cố ý đánh dấu trên khế ước không cho phép hắn đem nội dung nhiệm vụ chuyển cáo cho người khác mục đích càng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, suy nghĩ trong lòng là được rồi, không thể nào biểu hiện ra ngoài. Quyền hạn huyện lệnh này của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng phải dựa theo quy tắc làm việc, không cách nào làm gì đối phương, hơn nữa đối phương nắm giữ cửa hàng bánh bao lưu gia, chẳng khác nào nắm giữ quyền sinh sát người mới tiến vào nơi đây, quyền lực còn lớn hơn huyện lệnh như hắn. Đề tạp niệm xuống, trương tử đồng vội vàng đứng dậy, cởi quan phục ra, bắt đầu cải trang, giả dạng ăn mày tiếp theo ôn quyền với trần lâm nói kính xin trần đạo hữu tạo điều kiện khóe miệng trần lâm co giật một chút nói trương đạo hữu không cần như thế ta thật không dùng nhiệm vụ này áp chế chỉ là nội dung nhiệm vụ này cũng là ta phí công dò thăm được tự nhiên không thể tặng không đó là tự nhiên làm tu sĩ giao dịch công bằng là đương nhiên trương tử đồng lập tức lên tiếng phụ họa trần lâm thấy bộ dáng đối phương cũng không nói thêm gì cùng đối phương rời đi huyện nha có Trần Lâm phân phó, Trương Tử Đồng tự nhiên thuận lợi lấy được bánh bao, cảm giác được quy tắc lực trên người tiêu tán, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng, lần nữa cảm tạ Trần Lâm một phen, quay về huyện nha, đem sự vật giao tiếp một phen liền muốn trở về thiên huyền giới. Mà Trần Lâm thì đi tới Lý gia Trạch viện. Bây giờ Trạch viện đã bị phong tỏa, trước cửa chính có nha dịch ngày đêm không ngừng trông coi. Đây đương nhiên là kiệt tác của Trương Tử Đồng, có thể là thăm dò trước kia thường xuyên có người từ tiết điểm ra vào mới muốn thông qua biện pháp này liên lạc với bên ngoài, nhưng lần trước hắn dặn dò Lưu Thắng Nguyên không cần tiếp tục chú ý nơi này, tự nhiên cũng sẽ không có người tiến vào nữa. Trần Lâm đi tới trước cửa, nhìn thủ vệ nha dịch một chút, không để ý đến, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Một nha dịch trẻ tuổi trong đó vừa muốn ngăn cản, liền bị một lão nha dịch bên cạnh kéo lại, tùy ý để Trần Lâm đi vào. Chờ thân ảnh Trần Lâm biến mất, lão nha dịch mới giải thích, vị này chúng ta đắc tội không nổi bằng không đầu cũng không biết làm sao không còn, ngươi ở lại chỗ này, ta đi bẩm báo huyện Tôn Đại Nhân, huyện Nha. Trương tử đồng giao phó một phen, sau đó trở lại chính đường. Nghe xong nha dịch thủ hạ báo cáo, lộ ra nét trầm tư. Xác định hắn rời khỏi tiết điểm sao, lão nha dịch bên cạnh vội vàng nói, bẩm đại nhân, sau khi ta trở về tự mình tiến vào xem, chỗ tiết điểm dao động chưa hoàn toàn biến mất. Trương tử đồng sờ cầm, trầm mặt một chút nói, Chỗ kia không cần trông coi nữa, rút lui đi, nói cho tất cả nha dịch, không được đi cửa hàng bánh bao lưu gia gây sự, nếu không nghiêm trị không tha. Vâng, lão nha dịch biến sắc, vội vàng đáp ứng, sau đó chậm rãi lui ra. Trương Tử Đồng tiếp tục suy tư. Có thể lấy hình chiếu để tiến vào thế giới hiện thực, chẳng lẽ thật sự là cường giả hợp đạo, nhưng cho dù là cảnh giới hợp đạo bình thường cũng khó có thể làm được điểm này, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tràn ngập kinh nghi một hồi lâu, mới lắc đầu, nói thầm, mặc kệ, nguyện ý là cái gì thì chính là cái đó đi, ta cũng không treo chọc ngươi, chỉ cần dựa theo khế ước hoàn thành giao dịch là được. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân hình cũng càng ngày càng mờ nhạt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài tiết điểm, Trần Lâm đứng trong phòng ngự phát trận, cảm thụ một chút hình chiếu thân thể. Lập tức liền khẽ vuốt cầm. Quả nhiên sau khi linh hồn tăng lên lần nữa, kháng tính của hình chiếu tăng lên rất nhiều, chỉ cần không sử dụng lượng lớn hồn lực, hắn cảm giác có thể duy trì ở thế giới hiện thực rất lâu. Bái kiến đại nhân, đi ra phòng ngự trận pháp, một nữ tu sĩ canh giữ ở bên ngoài lập tức lên tiếng bái kiến. a à, ngươi tên là gì nhỉ, Trần Lâm Nghi hoặc lên tiếng. Người này hắn cảm giác có chút ấn tượng, tự hồ là một thị nữ mà tôn thải y thu trước khi hắn rời khỏi thiên thương giới, hiện tại thế mà cũng có tu vi kim đan hậu kỳ. Nhưng tính toán thời gian, đối phương cũng đã hơn 300 tuổi, không vào kim đan cũng không sống được lâu như vậy. Nữ tu nghe Trần Lâm hỏi thăm, lập tức trả lời, bẩm đại nhân, ta tên là Tra Ngân Liên, là thị nữ của nhị phu nhân. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Ký ức của hắn không sai, nhị phu nhân chính là xưng hô của đệ tử Ngọc Thải Tông lúc trước đối với Tôn Thải Y, ngươi bây giờ là chức vụ gì? Trần Lâm tùy tiện hỏi một câu. Bẩm đại nhân, trước đó ta là chấp sự ngoại môn, nhưng đã từ nhiệm, hiện tại cùng mấy đồng môn khác chuyên trách phụ trách trông coi nơi này trang ngân liên cung kính trả lời tình hình tông môn bên kia như thế nào ngươi nói cho ta biết một chút trần lâm tiếp tục hỏi trang ngân liên không dám chậm trễ nhỏ giọng giảng giải phần lớn tin tức trần lâm đều đã thông qua cảnh tượng bên vạn giới minh để hiểu rõ cũng không có biến hóa đặc thù gì đáng chú ý nhất chính là cái thằng nhã nhạc thiên ý kia thật sự kết làm đạo lữ với tiết hồng lan lần này hắn tới đây đã có ý muốn gặp hai người này một lần sau khi nghe xong trần lâm thử dùng hồn lực mở ra những chữ vật thấy có thể mở ra từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc đưa cho đối phương cười nói nếu là thị nữ của nhị phu nhân gặp được như thế nào cũng phải cho chút chỗ tốt đây là một viên cửu tinh quy nguyên đan có thể gia tăng ba thành tỷ lệ kết anh hy vọng ngươi có thể ở trên con đường đại đạo tiến thêm một bước trang ngân liên vui mừng vội vàng quỳ xuống nói đa tạ đại nhân ban thưởng trần lâm khoát tay áo trực tiếp thi triển bí thuật biến mất tại chỗ một viên đan dược tu sĩ kim đang dùng với hắn mà nói không tính là gì lại có thể thay đổi một đời của đối phương cũng coi như tích lũy một ít thiện duyên cho tôn thải y hắn không sử dụng truyền tống trận đi tới ngọc thải tông cũng không phải là không thể sử dụng mặc dù hình chiếu thân thể không thể vận dụng pháp lực nhưng mượn nhờ một ít đồ vật khôi lỗi kích phát truyền tống trận vẫn có thể làm được không làm như vậy Thứ nhất là lo lắng hình chiếu ở trong quá trình truyền tống sẽ xuất hiện biến cố, dù sao không có tiền lệ phương diện này, dưới tình huống không có nguy hiểm, không cần thiết mạo muội thử nghiệm. Mặt khác hắn cũng muốn thí nghiệm một chút, hình chiếu thân thể ở ngoại giới có thể làm đến mức nào. Đi tới mặt đất, Trần Lâm mở ra hồn dực bay lên trời, giống như một con chim lớn ngao du trên không trung. Tiếp theo vung tay lên, một bàn tay thật lớn nhà nhạt hướng về phía trước chụp tới. Đây là hiệu quả của câu hồn thuật thuật này tuy rằng dùng để thu hồn phách, nhưng hôm nay hồn lực cường đại, coi như thủ đoạn công kích cũng không phải là không thể được. Nếu như cường độ linh hồn của địch nhân không cao, hắn có thể trực tiếp đem hồn phách của đối phương từ trong thân thể lấy ra. Nhìn xem trạng thái ngưng thực của bàn tay, Trần Lâm không khỏi nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, lôi thần kiếm bắn ra, xoay một vòng rồi trở lại trong cơ thể, ngay sau đó một đạo quan nhận lập lòe, vận mệnh chi nhận được phóng ra. Hai thủ đoạn mạnh nhất này đều có thể sử dụng, hắn càng thêm yên tâm, bất quá đây vốn là nằm trong dự liệu, hơn nữa hai thủ đoạn này đều không tiêu hao hồn lực. Tiếp theo, Trần Lâm lật tay lấy ra một viên châu màu đen. Đây là đang thăm dò tiên cung, đối với tà niệm của Đa La, tử thù cho hắn linh hồn phòng ngự linh bảo, có cấp độ hóa linh đỉnh phong, hắn bởi vì có hồn giáp thuật, một cái cũng không sử dụng. Thử rót hồn lực vào trong viên châu, viên châu lập tức kích phát, tạo thành một màn hào quang màu đen bao phủ hắn vào bên trong ánh mắt trần lâm sáng lên quả nhiên hình chiếu thoát ly yểm giới cũng không bị quy tắc yểm giới trói buộc một ít bảo vật không cách nào hiển hóa ở yểm giới cũng có thể sử dụng đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể dùng hồn lực thúc giục nếu dùng pháp lực liền không được nhưng điều này cũng làm cho hắn rất là cao hứng trên người hắn có thể sử dụng hồn lực thúc giục bảo vật cũng không ít kể từ đó tính an toàn của hắn sẽ tăng nhiều thu hồi châu báu tròn trần lâm lại thí nghiệm một chút tú đao diệt hồn chỉ hồn giáp thuật linh hồn truyền âm cùng với một ít linh hồn bí thuật cấp thấp đều có thể sử dụng bình thường cuối cùng hắn lại thả linh bảo thư sinh ra nghiêm khắc mà nói linh bảo này cũng là một kiện linh hồn cũng có thể nói là khôi lỗi dùng linh hồn lực điều khiển chắc là có thể thúc giục quả nhiên tâm niệm vừa động thư sinh liền bị kích phát thi lễ với hắn một cái sau đó lại thể hiện ra hai loại thần thông vi năng cũng không khác gì với tình huống bình thường được trần lâm khen một tiếng thư sinh bây giờ cũng có sức chiến đấu cấp bậc luyện hư có người này giúp đỡ hình chiếu của hắn sẽ càng thêm an toàn tiếc nuối duy nhất chính là thanh đằng thuẫn không thể dùng nếu không sức chiến đấu cùng chân thân cũng không kém bao nhiêu sau một phen thí nghiệm trần lâm cảm giác hồn lực tiêu hao không ít liền rơi vào trên mặt đất không có nhục thân tẩm bổ hồn lực khôi phục là vô cùng chậm chạp không thể tiêu hao quá độ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái bình đan dược. Hơi do dự một chút, lấy một viên đan dược bên trong ra, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng, Trần Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó trở nên kinh hỉ, thân thể hình chiếu này, cùng linh hồn thuần túy có cách biệt một trời một vực, đến tột cùng là loại phương thức tồn tại nào đây, kinh hỉ qua đi, Trần Lâm lại nhíu mày, một mặt nghi hoặc. Hắn vừa mới ăn chính là sinh hồn đan, muốn thử một chút dùng để bổ sung hồn lực nguyên bản ôm hy vọng dù sao sinh hồn đang không phải cử chuyển ngưng hồn đan cũng không phải chuyên dùng cho âm hồn là cần thân thể đến luyện hóa nhưng không ngờ thật sự có thể điều này nói rõ hình chiếu chi thể thật ra thì cũng là một loại thân thể chỉ có điều không phải là máu thịt tạo thành mà là tồn tại dưới một loại hình thức mà hắn không thể nào hiểu được đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn có thể sử dụng sinh hồn đang khôi phục hồn lực, vậy hắn cũng không cần để ý tiêu hao, làm việc không còn bó tay bó chân. Kinh hỉ qua đi, Trần Lâm lại lâm vào suy tư. Bởi vì đang dược không cách nào hiển hóa ở dưới trạng thái hình chiếu, trước kia hắn không có suy nghĩ hướng phương diện này, hiện tại xem ra, tư duy lại quá mức bảo thủ. Hiện nay yểm giới có lỗ thủng quy tắc, hình chiếu không thể hiển hóa vật phẩm không sao, có thể dùng chân thân mang vào trung chuyển, hắn có túi trữ vật của yểm giới còn có thể tùy ý chứa đựng như vậy mà nói phàm là bảo vật cùng đang dược loại linh hồn đều có thể ở trạng thái hình chiếu sử dụng càng nghĩ trần lâm càng cảm thấy cái lỗ thủng này rất có triển vọng có thể vận dụng ở rất nhiều địa phương có thời gian phải tính toán thật kỹ một chút nhất là đối với hoàn thành nhiệm vụ tước vị trợ giúp không nhỏ trong lúc suy tư hồng lực đã khôi phục không sai biệt lắm hắn thu hồi suy nghĩ nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Thải Tông, triển khai hồn dực ngự không mà đi. Ngọc Thải Tông Thân hình Trần Lâm lóe lên, rơi vào bên ngoài tiểu viện đỉnh phong. Kẻ nào, vừa mới rơi xuống, liền có một tiếng quát hỏi vang lên, sau đó hai thân ảnh từ trong viện bắn nhanh ra. Nhạc đại tông chủ không tu luyện ở tông môn của mình, lại chạy đến Ngọc Thải Tông ta, chẳng lẽ là cắm cửa hay sao, Trần Lâm nhìn nam tử trung niên trước mặt, ý cười mở miệng ngũ đệ, nhạc thiên ý trông thấy bộ dáng Trần Lâm, lập tức kinh ngạc. Trần Lâm nghiêm mặt nói, không biết lớn nhỏ, ngũ đệ gì chứ, còn không mau tới bái kiến sư tổ, sắc mặt nhạc thiên ý tối sầm lại. Nữ tử ở bên cạnh hé miệng cười cười, tiến lên thi lễ nói, tiết hồng lan bái kiến sư tổ, ha ha ha, Trần Lâm cười ha ha, chỉ vào nhạc thiên ý nói, nhìn phu nhân ngươi đều hiểu lễ tiết đi, ngươi quả thực chính là ngỗ nghịch bất hiếu, xéo đi, nhạc thiên ý trợn trắng mắt, nhịn không được cười mắng một câu. Sau đó dò xét Trần Lâm một phen, mặt nghi hoặc nói, sao thân thể này của ngươi không có máu thịt sinh cơ, chẳng lẽ là hồn thể, lập tức liền nhớ tới cái gì đó, chấn kinh nói, ngươi không phải là từ trong tiết điểm đi ra chứ, Trần Lâm cười cười, ánh mắt này của ngươi cũng tạm được, xem ra không có thoái hóa trong ôn nhu hương, nhưng tu vi của ngươi không có tiến bộ gì, nhạc thiên ý không để ý tới Trần Lâm trêu chọc, Nghe thấy câu trả lời khẳng định, vẻ kinh hãi càng đậm. Tiết Hồng Lan bên cạnh cũng đầy mặt kinh sợ, hai người liếc nhau một cái, đều có chút không thể tin. "Ngươi không phải là tấn thăng cảnh giới hợp đạo chứ?" Nhạc Thiên Ý không nhịn được thăm dò. Hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với Yểm Giới, chưa từng nghe nói qua trạng thái hình chiếu có thể tiến vào hiện thực, đoán chừng chỉ có hợp đạo cảnh trở lên mới có thể làm được, cho nên mặc dù không tin Trần Lâm sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới hợp đạo cảnh nhưng cũng khó tránh khỏi sinh lòng phỏng đoán. Trần Lâm cười cười nói: làm sao có thể? Chỉ là linh hồn mạnh hơn một chút mà thôi. Không giải thích nhiều, hắn lại treo chọc. Sao hả? Ta từ xa vượt giới tới đây, hai vợ chồng các ngươi cũng không nói mời ta vào uống chén trà, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ mà. A, à, sư tổ mau mời. Nhạc Thiên Ý có thể không để ý Trần Lâm treo chọc, nhưng Tiết Hồng Lan lại không dám. Nghe vậy vội vàng mời Trần Lâm vào trong viện để hạ nhân dân trà. Ba người liền trao đổi. Thật ra chuyện bên này Trần Lâm vẫn luôn chú ý, có cảnh tượng của Vạn Giới Minh, giao lưu tin tức không thành vấn đề, lần này tới chủ yếu là thí nghiệm hình chiếu một chút, thuận tiện đưa lên hạ lễ. Cho nên trao đổi một hồi, lại gặp Đổng Vân Thu và một ít thượng tầng trong tông môn, liền cáo từ rời đi. Như ý đảo. Trong mật thất, Trần Lâm mở mắt. Hắn không có trực tiếp đứng dậy, mà là đứng tại chỗ suy tư. Từ thiên thương giới trở về, hắn lại tiến hành một phen thí nghiệm, xác định trạng thái hình chiếu tại thế giới hiện thực là không cách nào trực tiếp trở về thân thể, chỉ có một lần nữa tiến vào yểm giới, sau đó thông qua phương thức bài xích trở về. Nhưng mà lại không hạn chế trở về từ cảnh tượng nào, chỉ cần có vật phẩm môi giới, tiến vào cảnh tượng khác cũng được, hắn chính là trở về từ cảnh tượng vạn giới minh. Trần Lâm nhíu mày suy tư. Tình huống như vậy có hai loại khả năng, thứ nhất chính là bởi vì hình chiếu chi thể cách nhục thân quá xa, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào hình thành cảm ứng nếu như hình chiếu đi thẳng tới trước nhục thân có lẽ liền có thể hợp là một thể nếu như đến gần cũng không được vậy thì nói rõ mặc dù là hình chiếu thoát ly yểm giới cũng bị quy tắc kiểm giới hạn chế điểm này phải bảo trì cảnh giác mới được nghĩ một hồi trần lâm thu hồi suy nghĩ cái này rất dễ xác định có cơ hội tìm một cái giới diện có tiết điểm thử một chút là được rồi tạm thời không vội sau đó hắn lấy ra lệnh bài truyền tống tiến vào trong Mỹ thực đảo. Đại nhân, Tuyết Qua trở về, lúc trước tới tìm ngài. Trần Lâm vừa mới tiến vào tiệm bánh bao, liền nhận được báo cáo của Trân Châu. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi tới phòng nhỏ của Tuyết Qua Nhi. Tuyết Qua bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân cứu mạng, trong phòng ốc ốc, Tuyết Qua cung kính nói lời cảm tạ với Trần Lâm. Trần Lâm lại không tức giận nói, vì kéo dài chút thọ nguyên kia của ngươi, ta đã dùng gần ba vạn yếm tệ, tiền này ngươi tự bỏ ra đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của tuyết qua lập tức suy sụp, giang tay nhỏ khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, tuyết qua thật không trả nổi, bán ta đi cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi bán mình cho ta đi, về sau ngươi chính là người của ta. Trần Lâm tùy tiện ngồi ở trên ghế, tức giận hừ hừ mở miệng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ nói một chút, biểu đạt một chút nỗ lực của mình, cũng không có ý tứ thật để cho đối phương làm nô. Tuyết qua lại làm như thật, liên tục gật đầu nói, có thể có thể, sau này ta chính là người của đại nhân, đại nhân bảo ta làm gì ta sẽ làm đó, Trần Lâm nhìn đối phương, lại lắc đầu. Lấy thực lực của đối phương, ngoại trừ truyền lại tin tức ra, cũng không giúp đỡ được cái gì. Thôi đi, ta cũng chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần coi là thật, tình huống hiện tại của ngươi như thế nào, sau khi tấn thăng cấp bậc Thọ Nguyên có thể gia tăng bao nhiêu?" Trần Lâm hỏi một câu, hiện tại lại qua nhiều năm như vậy, nhưng Thọ Nguyên lại không nhiều. Tuyết Qua vội vàng trả lời, "Đại nhân yên tâm, chủng tộc chúng ta đạt tới cấp 3, Thọ Nguyên sẽ tăng trưởng rất nhiều, sống mấy trăm năm không thành vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Trần Lâm yên lòng, sau đó hỏi chính sự, nói, "Tình huống của người thăm dò kia thế nào rồi? Hắn nói là tiếp nhận thuê, đi tới cảnh tượng khăn tay máu cứu vị Vân Tú nương kia?" Từ khi bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, hiện tại đã qua hơn 100 năm, sống hay chết cũng có thể có kết quả. Tuyết hoa hoa thần sắc cũng trở nên trịnh trọng. Bẩm đại nhân, ta vội vã tiến đến chính là muốn nói với ngươi chuyện này, vị đại nhân kia đi ra rồi, ồ, Trần Lâm khẽ giật mình, vội vàng nói, thế nào, người đã cứu ra chưa, tuyết hoa lắc đầu, lại gật gật đầu. Sau đó nói, người không cứu ra được, nhưng lại mang về một tin tức, người thăm dò kia nói, ở bên trong gặp được vị tỷ tỷ đại nhân ngươi muốn tìm kia, nhưng mà đối phương bây giờ bị giam ở địa lao, căn bản không cứu ra được. Nuốt ngụm nước bọt, viết qua tiếp tục nói, người thăm dò kia nói hắn phí rất nhiều khí lực, mới tiếp xúc với tỷ tỷ kia, đối phương chuyển cáo đại nhân, nói không cần phí sức cứu nàng, chỉ cần bảo tồn đồ vật của nàng tốt là được, nếu có cơ hội có thể hấp thu âm minh chi khí thuần khiết nhất, vậy thì càng tốt hơn. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Vân Tú Nương thế mà bị giam vào địa lao, vậy muốn đi ra cũng thật khó khăn đối phương cũng không có thủ đoạn của lam như tuyết có thể vượt một đào tẩu lúc trước lam như tuyết có thể vượt mục cũng là huyền âm đại vương kia cố ý làm nếu không bọn hắn ai cũng chạy không thoát người thăm dò kia còn nói cái gì nói tỉ mỉ với ta một chút trần lâm mở miệng truy vấn tuyết qua lại lắc đầu nói vị thăm dò kia chỉ nói những thứ này cái khác cũng không nói gì hơn nữa còn yêu cầu ngươi đền bù tổn thất của hắn tổn thất gì trần lâm nhìn tuyết qua chỉ thấy biểu lộ trên mặt đối phương rất là đặc sắc đại nhân sau khi vị đại nhân thăm dò kia trở về liền biến thành một nữ nhân ồ trần lâm rất kinh ngạc cảnh tượng tiến vào khăn tay máu quả thực sẽ biến thành nữ nhân nhưng sau khi rời đi có thể phục hồi như cũ lúc trước hắn đã từng trải qua sau khi đối phương đi ra lại không thể phục hồi như cũ xem ra là trong cảnh tượng lại xuất hiện biến hóa gì hắn lập tức hỏi người thăm dò kia không nói chi tiết bên trong sao đã xảy ra chuyện gì không có, vị đại nhân kia hình như hậm hực, ngoại trừ sau khi giao nhiệm vụ cho ta, người nào cũng không gặp, càng không đề cập tới chuyện bên trong. Tuyết qua thành thật trả lời. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Mặc cho ai đột nhiên từ một nam nhân biến thành nữ nhân, còn không cách nào biến trở về, đều khó có thể tiếp nhận, hậm hực rất bình thường, hơn nữa đối phương ở bên trong lưu lại hơn trăm năm, chỉ sợ đã cùng huyền âm đại vương chung phòng, nếu là như vậy, vậy bị thương càng lớn cũng chính vì nguyên nhân này hắn mới không dám tự mình tiến vào trong đó nghĩ nghĩ trần lâm mở miệng nói như vậy đi tuy đối phương không thể cứu người ra nhưng ta cũng dựa theo tiêu chuẩn cứu ra thanh toán một vạn yểm tệ sau đó cho hắn xem như bồi thường cho hắn rời khỏi phòng nhỏ của tuyết qua trần lâm lấy một trăm của vân tú nương ra đã có tin tức mang ra nói rõ lúc trước hắn ở bên trong nhìn thấy chính là vân tú nương mà không phải là phục chế phẩm từ yểm giới hình chiếu ra, lúc trước đối phương khẳng định có chỗ kiên kỵ, mới không dám cùng hắn nhận nhau. Vân Tú Nương vốn là âm hồn của Hoàng Tuyền Đồ, mà tràn cảnh khăn tay máu lại là Hoàng Tuyền Đồ của huyền âm đại vương biến thành, đối phương không giống với bọn người Lam Như Tuyết, muốn rời đi sẽ không dễ dàng. Nhìn một hồi, Trần Lâm lắc đầu, lại thu hồi một trâm. Có thể làm đều đã làm, cứu không được hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa theo tin tức nói, chờ có cơ hội để một trăm hấp thu thêm một ít âm minh chi khí thuần túy. Xin hỏi có phải là người có mỹ thực bốn sao, Trần Lâm các hạ, Trần Lâm đang hướng tiệm bánh bao đi tới, bỗng nhiên một nữ tử vũ mỹ trắng trước mặt hắn. Hắn nhìn đối phương một cái, tự hồ có chút ấn tượng. Cố gắng nhớ lại, cũng không thể nhớ ra, liền trực tiếp hỏi, tiên tử có chuyện gì sao, nữ tử mỉm cười, giao một phong thư lên tay Trần Lâm, nói, ta là điều tử sư của phòng hát nhạc, đây là ông chủ của chúng ta đưa cho các hạ, cụ thể là nội dung gì ta cũng không biết, các hạ tự mình xem đi. Nói xong xoay người mà đi. Trần Lâm lập tức nhớ tới, đối phương thật sự là điều tử sư của phòng rượu âm nhạc, thế nhưng Mỹ thực đảo này cũng không lớn lắm, phong tam nương muốn hắn làm cái gì, trực tiếp gọi hắn qua là được rồi, làm sao còn viết một phong thư, tiên tử chậm đã, trong lòng Trần Lâm nghi hoặc, lập tức gọi đối phương lại hỏi phong tam nương có ở trong cửa hàng không nữ tử không quay đầu lại trực tiếp trả lời không ở đây đã rời đi rất lâu rồi tử phòng âm nhạc cũng đã đóng cửa nhìn thân ảnh đối phương càng lúc càng xa trần lâm không có dây dưa nữa mà là đem ánh mắt đặt ở trên phong thư trở lại trong tiệm tìm một chỗ ngồi xuống mở phong thư ra rút ra một lá thư của bạch như tuyết sau khi mở ra bên trên chỉ có mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Nói cho cách cách vân, ta đi trước. Dấu hiệu của hình chiếu chư thiên rõ ràng, kiểm giới có lẽ có biến hóa mới, nếu ngươi không lấy được chức quan và tước vị thì tận lực không nên ở lại đây, nếu không cẩn thận không ra được, Trần Lâm cầm bức thư thật lâu không có buông xuống. Rất rõ ràng, phong thư này chủ yếu là truyền lời cho cách cách vân, đối với hắn nhắc nhở chỉ là bổ sung, nhưng mà cách nói của đối phương lại làm cho lòng hắn trầm xuống người bảo vệ mỹ thực từng nói thế giới hiện thực ngàn năm sau sẽ có đại kiếp nạn nếu như không muốn triệt để biến thành người hư hóa thì cần phải tiến vào yểm giới tị nạn hiện tại phong tam nương còn nói yểm giới cũng sắp phát sinh biến hóa vậy phải làm sao bây giờ thân phận của phong tam nương thần bí trần lâm cảm thấy đối phương hẳn không phải nói bừa nhưng chuyện này rất quan trọng hắn vẫn phải hiểu rõ mới được mang thư một lần nữa để vào phong thư thu hồi sau đó đứng dậy rời khỏi cửa hàng đầu tiên là đi tới chỗ quản lý muốn xin gặp người bảo vệ mỹ thực một lần nhưng cũng không thể như nguyện ngay cả thân tín của người bảo vệ cũng không thể gặp được mà thái độ của người phụ trách của phòng quản lý lãnh đạm không có ý tứ câu thông nhiều với hắn nghĩ nghĩ trần lâm lại đi tới quán rượu âm nhạc phát hiện quả nhiên đã đóng lại không những quán rượu âm nhạc đóng cửa mà rất nhiều phòng mỹ thực trên đảo đều dừng kinh doanh điều này khiến hắn không khỏi tin tưởng mấy phần vào lời nhắc nhở của phong tam nương dạo qua một vòng cuối cùng lại đi tới phòng mỹ thực của đậu hũ tiên tử. Hà đạo hữu đây là vừa mới vào cửa hàng, chỉ thấy đồ vật trong cửa hàng đều đã bị thu dọn, không có ý tứ buôn bán. Ồ, thì ra là Trần đạo hữu, đã lâu không gặp. Hà Tú cầm nhìn thấy Trần Lâm, lập tức lên tiếng chào hỏi. Nàng lần trước trở về vạn linh thành một lần, nghe được bên trong thành mấy luyện hư tu sĩ bị giết, dựa theo thời gian đến suy đoán, nàng hoài nghi chính là Trần Lâm làm đã lâu không gặp, Hà Đạo Hữu muốn làm gì, cửa hàng không mở được sao, Trần Lâm quét mắt một chút, mở miệng hỏi. Hà Tú cầm gật đầu nói, ừm, không mở nữa, phí tổn trên đảo quá cao, mở nhiều năm như vậy cũng không kiếm được bao nhiêu yểm tệ, ngược lại làm trễ nải thời gian tu luyện, lại tiếp tục lăn lộn ở chỗ này, chỉ sợ con đường đại đạo cứ như vậy đoạn tuyệt. Trầm ngâm một chút, nàng lại mở miệng nói, hơn nữa Trần Đạo Hữu có phát hiện không, trên đảo này rất nhiều phòng mỹ thực đều ngừng lại, tự hồ có đại sự gì đó sắp phát sinh, ta nghe được một ít tin tức, kiểm giới có biến hóa xuất hiện, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hà đạo hữu cũng nghe được phong thanh sao, có tin tức cụ thể không? Trần Lâm trong lòng trầm xuống, ngay cả đối phương cũng nhận được tin tức, xem ra phong Tam Nương nói thật. Hà Tú cầm lắc đầu nói, tình huống cụ thể không biết, chỉ nghe nói sắp có chuyện phát sinh, bất quá mặc kệ phát sinh cái gì chỉ cần rời khỏi nơi này liền không quan hệ gì với ta, tiệm giới rung chuyển chung quy không thể ảnh hưởng đến thiên huyền giới đi. cho dù thật sự ảnh hưởng cũng không phải chúng ta có thể thay đổi. nói đến đây nàng nhìn trần lâm nói trần đạo hữu cũng trốn một chút đi. bình thường ngày ở thế giới diễm đã đủ hung hiểm, nếu có biến hóa nữa khẳng định khó có thể ứng đối, không nên chủ quan. đa tạ nhắc nhở trần lâm ôm quyền suy nghĩ một chút vẫn là hỏi Hà đạo hữu có thể giúp ta một chuyện không? Hà Tú cầm cất món vật phẩm cuối cùng vào vòng tay trữ vật, nói: "Trước tiên nói một chút xem, ta muốn ngươi chú ý một người giúp ta." Trần Lâm trực tiếp mở miệng. Sau đó nói: "Ngươi phải giúp ta tìm được người này, ta nhất định sẽ trả thù lao ngươi hài lòng." Hà Tú cầm trầm mặt một chút, nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm thánh nữ Tây Môn Vô Tuyết của vạn linh giáo đúng không?" Lập tức lắc đầu nói: "Chuyện này ta không giúp được ngươi." vạn linh giáo chết cũng không cứng nhìn bề ngoài chỉ còn lại có một tây môn vô tuyết trên thực tế còn có cường giả ẩn giấu hay không thì không ai biết bằng không mấy thế lực trong thành kia đã sớm thèm nhỏ giải di bảo của vạn linh giáo cũng không đến mức chậm chạp không dám động thủ nghe thấy đối phương nói như vậy trần lâm cũng không cưỡng cầu nữa đối phương cũng không phải là người của thế lực lớn đơn đã độc đấu không muốn treo chọc thị phi cũng hợp tình hợp lý lại nói chuyện với nhau vài câu hắn liền cáo từ rời đi, một lần nữa về tới phòng nhỏ tuyết qua. Hỏi thăm một phen, đối phương lại không có được tin tức gì, hắn liền để đối phương tạm thời rời khỏi yểm giới, trong vòng mấy chục năm không cần trở về, nhân cơ hội này giúp hắn thu thập thêm một ít tài nguyên cao cấp có thể sử dụng. Cuối cùng, Trần Lâm trở lại cửa hàng. Cùng Trân Châu câu thông một chút, liền cũng đem cửa hàng đóng cửa, quay trở về như ý đảo. Ngựa không dừng vó, lại đi một chuyến đến Bạch Vân một trường, đem thư của Phong Tam Nương giao cho Bàn Hổ, để Bàn Hổ sau khi nhìn thấy cách cách vân, tính cả khoáng ăn ngũ tinh cùng một chỗ giao cho đối phương. Hắn cũng không có biện pháp liên lạc cách cách vân, chỉ có thể chờ đối phương tự mình xuất hiện. Về phần an nguy của Bàn Hổ, cũng không cần lo lắng, có bất diệt chi thể, nát cũng có thể đoàn tụ. Xử lý xong những chuyện này, Trần Lâm tìm cơ hội trợ giúp Sử Nha ngưng kết kim đan. Có thất tinh đan cao cấp, còn có hai loại linh vật phụ trợ khác hơn nữa hắn tự mình ra tay quá trình kết đan cũng không hung hiểm thuận lợi thành công nhưng cũng đúng như lời hắn nói trước đó đây là lần cuối cùng hắn đối đãi đặc biệt con đường sau này phải dựa vào chính đối phương đi hắn thu đồ đệ là giúp xử lý một số việc vặt không thể lẫn lộn đầu đuôi thời gian từng chút trôi qua trần lâm một mực chú ý động tĩnh của cảnh tượng ở chí võ huyện đồng thời cũng tìm hiểu nhiều mặt biến cố mà yểm giới sắp sửa xuất hiện là cái gì cùng với thời gian có khả năng xuất hiện nhưng cũng không dò thăm được gì một tháng sau trương tử đồng rốt cục về tới chí võ huyện gặp mặt trần lâm ở huyện nha thế nào trông thấy đối phương cũng không có đem hình chiếu của thanh hoa quận chúa cùng lạc tiểu ngư mang vào trần lâm liền có loại dự cảm không tốt lắm trương tử đồng lắc đầu nói chỉ sợ phải để trần đạo hữu thất vọng ta đi càng nguyên thành cũng thăm dò được hai người ngươi muốn tìm nhưng mà các nàng ở 200 năm trước cũng đã rời khỏi Càn Nguyên Thành, cụ thể đi đâu không biết. Trần Lâm nghe vậy không khỏi thở dài. Xét theo thời gian, hai người hẳn là nhận được tin tức hắn thông qua Thính Phong dịch, sau khi giới diện dung hợp một lần nữa đi tinh nam giới tìm hắn, cũng không biết có gặp phải nguy hiểm gì không. Trương đạo hữu có biết tu vi hai người bọn họ lúc rời đi Thiên Nguyên Thành như thế nào không? Trương Tử Đồng gật đầu nói, chuyện này ta hiểu rồi lạc tiểu ngư đã đột phá hóa thần về phần thanh hoa quận chúa kia thì tương đối thần bí rất ít xuất đầu lộ diện không biết được trong lòng trần lâm buông lỏng lạc tiểu ngư đã đột phá hóa thần vậy thì không cần lo lắng về thọ nguyên tính an toàn cũng tăng cường rất nhiều về phần thanh hoa quận chúa đối phương chính là người hồn tộc kết cấu thân thể đặc thù đẳng cấp linh hồn cũng rất cao cũng không có khả năng vì thọ nguyên mà vẫn lạc huống chi đối phương nắm giữ khiên hồn dẫn bí thuật tùy thời có thể thay đổi thân thể. Đây coi như là tin tức không tệ, trong thời buổi loạn lạc này, chỉ cần người còn sống là tốt rồi, có thể gặp mặt hay không đã không còn yêu cầu xa vời. Nghĩ tới đây, Trần Lâm trịnh trọng ôm quyền, đa tạ trương đạo hữu tương trợ, về sau nếu có gì cần thì cứ mở miệng, trương tử đồng khoát tay áo, cười nói, nếu không phải trần đạo hữu, ta còn không biết phải bị vây ở chỗ này bao lâu, chỉ sợ mãi cho đến chết cũng không ra được, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi mới đúng tiếp theo hắn nhìn về phía trần lâm nói trần đạo hữu còn có chuyện gì không có nếu như không có ta phải rời đi về sau trong thời gian rất lâu khả năng cũng sẽ không tới nơi này gần đây yểm giới tựa hồ không đúng lắm vẫn nên tránh một chút thì tốt hơn ồ ánh mắt trần lâm lóe lên đối phương là quan cửu phẩm có thể sẽ đạt được một ít nội tình người ngoài không thể biết được vì thế lập tức hỏi trương đạo hữu chẳng lẽ có phát hiện gì sao trương tử đồng lắc đầu nói trương tử đồng phát hiện ngược lại không có chỉ là trao đổi một chút cùng mấy đồng đạo yêu thích thăm dò yểm giới đều phát giác được một ít sinh vật yểm giới cường đại có dị động cho nên sớm dự phòng một chút mà thôi trần lâm sắc mặt biến hóa xem ra yểm giới thật sự có biến cố sắp xảy ra cũng không biết hình chiếu chư thiên đại mà phong tam nương nói là có ý gì trầm ngâm một chút hắn trực tiếp mở miệng hỏi trương đạo hữu có nghe nói qua chư thiên đại hình chiếu chưa chư thiên đại hình chiếu trương tử đồng lộ ra vẻ mờ mịt nghi ngờ nói thế nào trần đạo hữu hỏi như vậy chẳng lẽ là biết cái gì sao thấy thế trần lâm biết đối phương cũng không biết lập tức lắc đầu nói ta cũng chỉ là nghe nói biến cố lần này của yểm giới có thể có liên quan đến chuyện này nhưng cụ thể là cái gì thì lại không biết được trương đạo hữu có thể hỏi thăm người khác của yểm giới một chút nếu có đáp án thì xin nói cho ta biết một tiếng nhất định trương tử đồng lập tức đáp ứng trần lâm lại nói còn có một việc muốn làm phiền trương đạo hữu nếu có thể trương đạo hữu có thể giúp ta lấy được đan phương khí vận đan của thiên vận tông hay không lập tức lại bổ sung nếu cảm thấy khó khăn vậy thì giao vật trung gian nơi đây cho tông chủ thiên vận tông đương nhiệm ta và hắn tự mình trao đổi bất luận như thế nào chỉ cần có thể lấy được đan phương ta đều sẽ cho trương đạo hữu một khoản thù lao vừa ý, trương tử đồng nhíu mày, ta biết khí vận đang là đang dược độc. Môn của thiên vận tông, muốn mua được đan phương từ trong tay đối phương, sợ là không có khả năng. Hơn nữa theo ta được biết, đan dược này chỉ có tông chủ thiên vận tông mới có thể luyện chế ra được. Lập tức khoát tay nói, được rồi, nếu trần đạo hữu muốn thử một chút, vậy ta giao môi giới cho đối phương là được, nhưng đối phương tất nhiên sẽ hỏi nhiệm vụ rời khỏi nơi đây, ta muốn nói cũng không tính là trái với khế ước về phần đối phương có tới hay không ta càng không thể cam đoan đó là đương nhiên trần lâm lập tức mở miệng đáp lại hắn cũng cảm thấy trực tiếp mua sắm đan phương có chút khó khăn đối phương cũng không có khả năng tự mình mạo hiểm tới đây nhưng cũng nên thử một chút tiếp đó hai người lại tham khảo một hồi trần lâm đứng dậy cáo từ trực tiếp quay trở về như ý đảo sau khi mở mắt ra rơi vào trầm tư vốn hắn dự định trước tiên bế quan đem tu vi đột phá đến luyện hư trung kỳ có bạch vụ đan tỷ lệ thành công cực cao nhưng quá trình đột phá này ít nhất cũng phải 10 năm trở lên bình cảnh luyện hư không giống luyện khí trúc cơ kỳ một ngày nửa ngày là có thể đột phá chỉ là luyện hóa đang dược sẽ rất lâu điểm này từ luyện hồn đan bản chính là có thể thể hiện ra 10 năm ít nhất làm không cẩn thận vài chục năm thậm chí trên trăm năm cũng có khả năng cho nên kế hoạch phải thay đổi một chút dựa theo cách nói của phong tam nương sau biến cố yểm giới lần này rất có thể sẽ dẫn đến tình huống không cách nào tùy tiện ra vào chỉ có lấy được chức quan hoặc tước vị mới có thể miễn trừ hạn chế này yểm giới là chỗ dựa lớn nhất của hắn rất nhiều chuyện không có yểm giới đều không thể hoàn thành cho nên hắn tuyệt đối không muốn mất đi trợ giúp này nhưng nếu như thế hoàn thành nhiệm vụ tước vị liền lửa xém lông mày sau một phen cân nhắc trần lâm quyết định lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ tước vị nguyên nhân có ba thứ nhất là yểm giới rất quan trọng đối với hắn bởi vì yểm giới và la là tử địch cũng là giới diện mà la không cách nào tiến vào nếu như hắn ở trong thế giới hiện thực gặp phải công kích của la trốn vào yểm giới là lựa chọn tốt nhất con đường này không thể mất đi còn nữa chính là đại kiếp nạn ngàn năm hiện tại có lẽ đã không đến ngàn năm cụ thể là kiếp nạn gì thì không biết nhưng chắc là dẫn đến năng lượng bản nguyên vực hư hóa tăng cường nếu không thể rời đi liền sẽ bị triệt để hư hóa không có khả năng hóa hư thành thực trở thành tồn tại chân thực nếu như không có giả vọng đối với trường sinh như vậy hư hóa cũng tốt chân thực cũng thế kỳ thực cũng không có gì khác nhau người hư hóa cũng không biết mình là hư hóa vậy thì đồng nghĩa với là chân thực dù sao hư hóa cùng chân thực cũng không có khác biệt rõ ràng đều sinh lão bệnh tử giống nhau đều có thất tình lục dục giống nhau nhưng hắn lại không cam lòng hắn muốn nhìn xem thế giới bên ngoài hắn còn có truy cầu cao hơn cho nên nhất định phải lấy được tước vị có tước vị là có thể có tỷ lệ sinh tồn cao hơn yểm giới có lẽ còn có thể tiến vào cảnh tượng yểm giới cao cấp hơn từ đó chuyển tới giới diện cao cấp hơn một điểm cuối cùng chính là một cơ hội ra tay mà người bảo vệ mỹ thực đáp ứng nhiệm vụ tước vị tất nhiên vô cùng gian nan một khi biến cố lần này của yểm giới xảy ra vấn đề người bảo vệ mỹ thực không thể thực hiện hứa hẹn vậy khả năng hoàn thành nhiệm vụ của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều nếu sớm muộn gì cũng phải làm nhiệm vụ này, đó là phải nhanh không đuổi muộn, khi cần quyết đoán thì sẽ không ngừng bị làm loạn. Sau khi làm ra quyết định, Trần Lâm triệu tập mọi người trên đảo, hạ thấp như ý đảo hai tầng cấp. Hắn không ở trên đảo, Tiểu Thảo và Manh Nữ cũng sẽ mang đi, tiếp tục ở lại tầng này không an toàn. Cho dù giảm xuống một cấp bậc cũng không chắc chắn, bởi vì hắn cũng muốn mang đi từ thần hoa sát. Thần hoa sát là thông qua Mỹ thực đảo thu hoạch được, có thể hiện hóa ra ở trong tràng cảnh nhiễm giới, hơn nữa vật này có thể dùng tiên thiên chi lực kích phát, hình chiếu thân thể cũng có thể sử dụng. Hạ xuống hai cấp độ, có lĩnh vực hóa thần tu sĩ như Chu Thế Ngô, hơn nữa còn có đại trận hộ đảo cường đại, liền không có vấn đề gì. Dù sao hắn chỉ đi hoàn thành một nhiệm vụ, bất kể thành bại, một năm nửa năm cũng có kết quả, không trì hoãn được thời gian quá dài. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trần Lâm xuất ra thư mời nhiệm vụ, quyết đoán kích phát thư mời bột phát ra một đoàn quan mang đem hắn bao phủ ở trong đó sau đó cả người liền biến mất không thấy gì nữa tiểu thảo bên cạnh có chút lo lắng lẳng lặng chờ đợi được triệu hoán tiến vào yểm giới nhưng đợi rất lâu cũng không có phản ứng nàng lập tức rời khỏi mật thất nhìn thấy manh nữ vẫn như của canh giữ ở bên ngoài cũng không có bị triệu hoán đi lập tức kinh nghi bất định thân hình trần lâm lóe lên rơi vào một khu vực trống trải hoang vu hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng liền phát hiện nơi xa tồn tại từng cái trụ lớn thông thiên, không có quy luật chút nào, cũng không biết có bao nhiêu. Tình hình như vậy để hắn lập tức hiểu rõ, nhiệm vụ tước vị không giống với nhiệm vụ quan thân của Trương Tử Đồng, ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện khảo hạch lý luận. Tạm thời không gặp nguy hiểm gì, Trần Lâm liền kiểm tra bản thân. Sau đó liền kinh hỉ phát hiện, lại là chân thân tiến vào, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Dựa theo Trương Tử Đồng nói, thời điểm đối phương tiếp nhận nhiệm vụ quan thân là hình chiếu tiến vào cho nên tất cả chuẩn bị của hắn đều là dựa theo hình chiếu tiến vào làm thí nghiệm một phen trần lâm phát hiện quả nhiên là chân thân tiến vào pháp lực có thể tự do vận chuyển các loại bảo vật cũng có thể vận dụng chỉ là sẽ bị áp chế ở trình độ nhất định cùng chân thân bình thường tiến vào yểm giới không sai biệt lắm chuyện này đối với hắn mà nói là rất có lợi dù sao chân thân cũng mạnh hơn so với thực lực hình chiếu thanh đằng thuẫn thích phát hộ thể lại thi triển hồn giáp thuật trần lâm đem ánh mắt rơi vào trong thiệp mời trong tay vật này cũng không biến mất phía trên thậm chí còn tản ra huỳnh quang tựa hồ đang biểu đạt cái gì mở ra trần lâm lập tức nhíu mày lại chỉ thấy chữ nam thật lớn đã không thấy thay vào đó là một mũi tên theo thân thể hắn lắc lư mũi tên cũng không ngừng thay đổi phương hướng chỉ ý tứ rất rõ ràng là cần hắn dựa theo phương hướng mũi tên mà đi mặt khác ở bên cạnh vốn trống không, thì xuất hiện một đồ án đồng hồ cát, bên trong các vàng đang rơi xuống từng chút một. Như vậy cũng dễ lý giải, cho thấy nhiệm vụ vẫn có thời gian hạn chế. Ngoại trừ hai thứ này, phía dưới thư mời còn có năm đồ án tinh tú, để cho Trần Lâm có chút nghi hoặc. Nghiên cứu một hồi không được trọng điểm, hơn nữa có thời gian hạn chế, Trần Lâm cũng không dám lãnh đạm, liền không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức bắt đầu thí nghiệm tình huống nơi đây đầu tiên chính là triển khai hồn dược thuật bay lên trời, nhìn một chút có bình chướng cấm không hay không. Bay mãi đến độ cao cực cao, cũng không gặp được bất kỳ ngăn cản nào, hắn lại kinh nghi rơi vào trên mặt đất. Không có hạn chế cao độ, cảnh tượng này ở trong yểm giới cũng chưa bao giờ thấy qua, tất cả tràn cảnh hắn tiến vào, đối với độ cao hạn chế đều rất hà khắc. Nơi này chẳng những không có hạn chế, hơn nữa một đường dẫn bình chướng cũng không có, phản phất không phải ở yểm giới bất quá trần lâm cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao cũng là không gian nhiệm vụ có chút đặc thù cũng bình thường trên thư mời đã lộ ra không ít đồng hồ cát hắn không trì hoãn nữa theo mũi tên chỉ hướng tầng trời thấp bay đi một khắc đồng hồ sau thân hình trần lâm dừng lại nhìn về phía dưới trụ lớn cách đó không xa chỉ thấy một nam tử cường tráng cầm trong tay đoạn đao màu đen đang lạnh lùng nhìn hắn hắn cũng đánh giá đối phương khi thấy rõ đoạn đao trong tay đối phương, ánh mắt lập tức co rụt lại, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Ngay sau đó, một đạo hắc quan chém xuống ngay vị trí hắn vừa mới dừng lại, mang theo một cổ phong duệ chi khí khiếp người. Cảm giác được loại khí tức này, Trần Lâm càng đoán không sai, nam tử cường tráng này lại là tín đồ của thiên la, bất kể là tạo hình của thanh đoạn đao màu đen, hay là biểu hiện không hề có năng lượng dao động giống như người bình thường, cùng với công kích hung hãn, đều giống hệt với tính đồ thiên la gặp phải ở giới diện băng thiên tuyết địa lúc trước. Hơn nữa còn là tin anh trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ nội dung nhiệm vụ tước vị đó chính là công huân từ xưa đến nay đều không có chiến công không phong tước mà phương pháp tốt nhất đạt được chiến công chính là đánh chết kẻ thù bên ngoài lấy thâm cừu đại hận của la cùng yểm giới chém giết tính đồ thiên la lập công là hợp tình hợp lý. Cũng không biết không gian này là huyễn cảnh mô phỏng ra hay là tồn tại chân thực. Trong chiến đấu Trần Lâm không có khả năng phân thần, tất cả ý nghĩ chỉ là thoáng qua, đồng thời một ngón tay điểm ra, vừa vặn đánh vào chỗ thân hình tráng hán xuất hiện. Hắn và tín đồ thiên la giao thủ không phải lần một lần hai, có chút kinh nghiệm phong phú, không hề sai lầm chính xác, hắn tử cường tráng kia tự hồ không nghĩ tới Trần Lâm chẳng những có thể dự đoán được công kích của hắn, còn đoán được điểm dừng chân của hắn, sau khi bị đánh trúng còn một mặt kinh nghi, nhưng lập tức liền bị năng lượng của diệt hồn chỉ ăn mòn, sinh cơ nhanh chóng đoạn tuyệt, trong khoảnh khắc, khí tuyệt bỏ mình, Trần Lâm không chủ quan, lần nữa đánh ra một đạo diệt hồn chỉ, sau. Đó thấy thi thể đối phương hóa thành cho tàn mới yên lòng. Quả nhiên là tín đồ thiên la, ngay cả trạng thái sau khi chết cũng giống nhau. Nhìn thoáng qua tinh thể trong cho tàn, Trần Lâm lấy ra một con khôi lỗi, khống chế nó tiến về nhặt lên, không thấy dị thường, lại đem đoạn đao cũng nhặt lên. Trần Lâm tiếp nhận đồ vật, lần nữa kiểm tra một phen, lấy ra một cái hộp đặc chế thu hồi sau đó đi tới phía dưới trụ lớn trụ lớn rất thô ít nhất cần hơn trăm người mới có thể ôm hết nhưng mà phía trên cũng không có năng lượng đặc thù gì cũng không có hoa văn đồ án chính là một mảnh đen nhánh trần lâm bay quanh cột trụ một vòng không khỏi nhíu mày trụ tử có đặc thù hay không cũng không sao cả nhưng sau khi đánh chết tín đồ thiên la công huân phải đổi như thế nào hắn đến để hoàn thành nhiệm vụ tước vị cũng không phải đến rèn luyện giết người giết nhiều tín đồ thiên la hơn nữa nhiệm vụ có không hoàn thành cũng vô dụng thậm chí ngay cả rời đi cũng không làm được vừa mới thí nghiệm qua chân thân tiến vào không cách nào bài xích lệnh bài truyền tống của đảo mỹ thực cũng mất đi hiệu quả hắn đoán chừng quyển trục vượt sông cũng vô dụng bởi vì thứ kia chủ yếu nhằm vào hình chiếu chân thân chưa chắc hữu dụng vừa nghĩ trần lâm vừa mở thư mời ra phía trên đầu kéo còn đang lắc lư đồng hồ cát cũng lại rò rỉ ra không ít bộ phận lá khác không có biến hóa. Thấy đồng hồ cát vàng càng ngày càng nhiều, đã vượt qua một nửa, Trần Lâm không dám lãnh đạm, lập tức triển khai hồn dực, tiếp tục bắn nhanh tới mũi tên. Vừa bay ra ngoài không bao xa, thân hình của hắn bỗng nhiên uốn éo, tránh thoát một cự trảo màu đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, lập tức một quái vật độc nhãn to lớn hiển hiện ra. Vật ấy vừa ra, trong toàn bộ không gian tràn ngập khí tức tà ác nồng đậm, nhất là những nơi bị độc nhãn đối phương nhìn thấy, từng đợt sương mù màu đỏ tươi cuồn cuộn. Tà thú, Trần Lâm thất kinh. Khí tức mà con quái vật này phát ra, cũng giống như tà thú bị tu la ảnh hưởng, hơn nữa còn mãnh liệt hơn. Không chỉ như vậy, độc nhãn của đối phương cũng hoàn toàn nhất trí với nhãn cầu của tu la phân thần, chỉ là nhỏ hơn vô số lần. Ken, quái vật một kích không trúng, phát ra tiếng gầm giận dữ, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Trần Lâm, mấy tự trảo từ các phương vị chụp xuống, phong kín tất cả không gian tránh né của gã lại. Nhưng Trần Lâm lại không kinh hoảng. Hắn cũng từng quen biết Tu La, năng lực chủ yếu của thứ này là khiến người ta dị hóa, lực công kích thực tế còn không bằng tính đồ thiên la, chỉ cần có thể chống lại lực lượng quy tắc tà ác mà đối phương thả ra, cũng đã thắng một nửa. Đương nhiên, loại lực lượng quy tắc này cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ, Hắn là bởi vì ngưng tụ hồn chủng, cho nên mới không có chịu ảnh hưởng. Thời gian cấp bách, Trần Lâm không thử thủ đoạn khác, ngón tay liên động, mấy đạo diệt hồn chỉ đánh ra. Khoảng cách quá gần, thân thể quái vật lại rất khổng lồ, ngoại trừ một đạo thất bại, mấy đạo khác đều trúng mục tiêu. Thân thể quái vật rung rẩy một hồi, ầm ầm rơi xuống đất, nhưng thi thể quái vật này không hóa thành tro tàn, mà là bảo tồn hoàn chỉnh. Sắc mặt Trần Lâm ngưng trọng, hiện tượng như vậy cũng giống như tà thú hắn gặp phải trước kia, xem ra nơi này cũng không phải ảo cảnh. Không phải ảo cảnh, đó chính là chỗ yểm giới và la giao chiến, mức độ nguy hiểm tăng lên thẳng tắp. Thật ra không cần cái gì khác, nếu không có diệt hồn chỉ, chỉ là tính đồ tinh anh thiên la kia, cũng không phải là tu sĩ luyện hư có thể đối phó, nhiệm vụ tước vị này đã hiện ra đầu mối, trách không được ngay cả thủ hộ giả mỹ thực cũng không coi trọng hắn. Suy nghĩ nhiều vô ích, đến cũng đã đến, cũng không cách nào rời đi, trần lâm thu hồi thi thể tà thú tiếp tục hướng mũi tên chỉ hướng bay đi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha